Quý vị coi thờ thế nhiều kiếp nạn dãy đầy, con người đã quá bất an rồi. Ta làm bao nhiêu nghề nghiệp gì vật chất gì tiền. Bữa trước những đức chở mấy chú chùa đi lâu lâu mấy anh em mà ở đây mình lo cho chúng hết mà. Ai mà có khi người ta cũng không biết. Chở nguyên vàng mấy chú đi, đi ra ngoài tiệm răng đồ này kia cho ta vệ sinh răng cho mấy ổng. Khi mà ăn chay tu hành mà tự nhiên còn trẻ mà cười ra cái nhìn dơ giấy người ta cũng coi thường, thấy tu mà dơ quá, hiểu không? Không có kỹ lưỡng. Nên từ đó mà dẫn ra tiệm răng vệ sinh răng rồi cạo vôi răng. Mà đông quá nhà đức chia ra 3-4 chỗ làm răng để cho làm mau đang rước viền lượt. Mà nhà đức cũng ngồi đợi 4 tiếng rưỡi giỡn đâu. Từ 5 giờ chiều mà cho tới 9 giờ 45 mới về được chùa Hộ Pháp. Ngồi ngoài đường á. Thì nhà đức ngồi đợi, nhà đức ngồi ngay chăn cái bùng binh, ngay bùng binh đó. Thì nhà đức ngồi lùm lùm ngồi trong cái xe tắt đèn ngồi nó niệm Phật. Thì thấy tự nhiên có hai em chạy xe tới. Chạy đến là mình biết rồi. Xưa mình trên thành phố mình biết. Thì ngồi ngay cái lùm để đợi mấy ổng ngay chăn cái bùng binh. Lỡ gõ cửa xe. Mình bấm cửa xuống. Họ hỏi anh cần vui vẻ gì không? Thấy đội nón kết, thấy đội nón kết bịt khẩu trang quý vị. Ra ngoài là thường đội nón kết bịt khẩu trang, bằng đêm lùm lùm tối tối thấy đội nón kết mà. Đi xe mà thấy xe cũng bự, có gì vô xe luôn. Anh này càng vui vẻ gì không? Vậy Đức nói ngồi đây cũng vui rồi. Tao ngồi vậy ở đây sao vui được, buồn lắm. Có mấy em mới vui nói à, thôi hai em đi chơi chỗ khác đi, anh đây vui được rồi. Hiểu không? Ông mình cũng vui tính á. À, xong cái là nói chuyện qua lại chút xíu. Người ta cũng rủ ren lắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Nghề nghiệp mà nói chuyện là rủ ren dữ lắm, không phải giỡn đâu. Lạ lướt rủ ren lắm. Mình thì từng chạy thành phố mình hiểu quá, mình biết, nhìn là biết rồi. Mình không cười ai đâu. Rồi xong nói chuyện qua lại một chút, những đứa hỏi ồ sớm giờ có khách khứa gì không? Đó, thấy chưa? À, sáng rồi sớm giờ có khách khứa gì không? Nó, thì hỏi là biết rồi, văn rồi, hỏi là mấy em nói rồi, đây cũng chắc văn hiểu biết. Chiều giờ có khách khứa gì không? À, xong nói lúc này làm ăn khó khăn thấy ế ẩm quá. Đó, làm ăn khó khăn thấy ế ẩm quá, những đứa nói bữa nay làm ăn ế ẩm mà gặp tôi thấy mọi không biết hên hay xui á nghe. Cái nó nói gặp anh là biết hên rồi đó. Gặp anh là biết hên rồi, nó đâu có biết thầy chùa đâu mà hên. Thầy biết tại thấy đội nón bịt khẩu trang nó, thì nói chuyện kiểu đó thì ai nghĩ là thầy chùa đâu. À, thì mình ngày xưa ngoài đời mình cũng hiểu, mình thấy tội nghiệp người ta quý vị. Nhìn các cô mình nhìn ta thấy tội nghiệp người ta ghê. Thấy các cô mà nó hạnh phúc ghê, giờ đó có thể nó nghỉ ngơi hoặc là nó ngồi chơi chị em nhau trong chùa bình an, còn người ta giờ này phải gông gũi đi kiếm tiền qua cái thân xác, mình thấy tội nghiệp người ta ghê quý vị. Xong cái nói chuyện qua lệ chút, cái những đức cầm cái nón này như làm nè. Lột nón ra thấy đầu chọc lóc quý vị. Hai đứa nó cũng giật mình kinh ngạc quá. À, xong rồi nhà Đức nói thôi không có gì đâu ngại, nói chuyện qua lại nhà Đức cũng khuyên Phật Pháp chút xíu. Cái thấy hai cái vòng đeo tay, nhà Đức lấy hai vòng rồi nhà Đức đeo cho hai đứa. Xong nhà Đức đưa cho hai đứa, đứa 100.000 la mờ ha, mỗi cô người ly cà phê. Rồi được rồi, thôi đi đâu đi đi. Kết duyên thấy cũng tội nghiệp ghê quý vị. Thấy không? Chứ mình mà cười chê ai, trong cuộc đời của người có ai mà muốn lấy bùn đất chay vào mặt mình bao giờ đâu. Nhưng mà ta sanh ra đời với cái nhân duyên khác nhau mà, hiểu không? Nó thì thấy chạy vòng do tam quắc, thấy lạng tới lạng lui, mình thấy khổ ghê chưa. À, nếu như mà người ta tiếp nhận Phật Pháp thì cuộc đời người ta có thể thay đổi đó chứ không giỡn đâu. Nhưng mà người ta không đủ duyên tiếp nhận Phật Pháp. Biết đâu người ta gặp mình một lần vậy, có khi người ta có cơ hội tiếp nhận Phật Pháp làm sao. À, hiểu không? Đó. À, những đứa cũng chỉ đến chùa, rồi chỉ vô trang website của chùa mình để nghe Pháp. Thấy cũng có ấn tượng, mà thấy ông thầy này vui quá. Thì con nhỏ ngồi phía sau nói rằng là công nhận quý thầy nói chuyện vui thiệt nha. À, chắc nó nghĩ là ông thầy nào cũng nói chuyện vui vậy quý vị. Chứ gặp người khác người ta không nói vậy đâu. Với một là người ta không biết thế nào nói vậy đâu. Thấy không? Phát tay đi chỗ khác à. Còn mình thì mình thấy cũng tội nghiệp, người ta biết đâu vài câu kết duyên đó, vài câu lả lướt một chút mà mình có khi mình lại độ người ta làm sao.
có dính dáng cái gì đâu, sợ ai ăn thịt ăn cá nhau được đâu, hiểu không? Nó nên sống trong cái cuộc đời này không có ai ăn thịt ăn cá mình được, nhưng từ khi mình cho ăn người ta mới ăn, hiểu không? Chứ không có ai ép buộc mình được cái gì đâu. Nên trong cái cuộc đời này mình sống mình phải hiểu cái điều này. Nên những đức nói rằng là chúng ta sống trong cái cuộc đời này nó bao nhiêu cái nghề để tạo ra cái nghiệp, mà mình may thay mình gặp Phật pháp là mình tạo ra cái tịnh nghiệp. Đa phần trong chùa mình là ngày nào cũng tu phước tu duyên lớn, chùa mình là ngày nào cũng tu phước tu duyên lớn. Tại vì sao? Vì lượng người đông quá. Mấy cô nội nấu buổi cơm thôi là cái phước duyên của cô lớn cỡ nào chưa. Một câu Phật hiệu của chùa mình niệm thôi là bao nhiêu người cùng niệm rồi. Nên chùa mình tuy là những đức ở nơi, nhưng mà một ngày những đức tu phước tu duyên với bao nhiêu con người luôn đó. Nội những buổi giảng những đức bao nhiêu trang chia sẻ, rồi bao nhiêu tư tưởng những đức khuyên người. Quý vị coi, ở nơi thôi đó, không đi đâu cả, không có một kinh doanh gì hết. Vậy mà chỉ có đem Phật pháp giới thiệu thôi mà chùa mình ổn định đầy đủ, cuộc sống đâu vào đó đàng hoàng. Rủ Phật tử về tu yên tâm. Mấy bữa trước có người ta đem lại, người ta cúng 5 tấn nếp, 5 tấn gạo, thấy 10 tấn rồi, thấy không? Nó là để vô cái kho bên chùa Hộ Pháp, thấy cả kho gạo nếp. Nhớ lại nhà mình ngày xưa có cái lu chút xíu, mua con thùng gạo mà lấy quay là vét, vét cái đáy lu là biết à. Rồi đi mua gạo mua thiếu, mà bây giờ chùa đông người vậy đó mà gạo chắc quá trời luôn. Vì coi thấy cái phước của người tu mình chưa? Tại sao á mình gặp Phật pháp mà mình đi để cho nó thiếu thốn? Tại vì chính mình không biết áp dụng cái pháp của Phật. Những đức khuyên quý vị nên áp dụng cái pháp của Phật đi. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rất rõ ràng: này các con, bước ra đây, ta cho của báo nè, đừng nên làm kẻ cùng tử. Của báo ta đã tặng để vào tay rồi, vì sao đi làm kẻ cùng tử, đi vòng vo tam quốc đi tìm của báo? Khi gặp lại Đức Phật, Đức Phật nói: kìa của báo kìa con. Ủa, của báo đây hả Đức Phật? À đây đó con, đã có của lâu rồi mà tại sao con đi tìm của? Nên chúng ta gặp Phật pháp là có của báo đó quý vị. Nhưng mà chúng ta có khi không khai thác được cái của báo này. Chính bản thân những đức học Phật đã khai thác được của báo này đó. Nên những đức tin chắc 100% Đức Phật đã trao cho chúng ta của báo mà ai cũng được trao. Nhưng do chúng ta có khai thác được cái trí của Phật để có của báo hay không, đó là tự mỗi người nhận thức. Từ khi chúng ta gặp Phật pháp tới giờ chúng ta sẽ có niềm vui 100%. Xuất gia hay cư sĩ gì cũng vậy, cũng có niềm vui. Nên những đức có cái bài học tập, cái bài chia sẻ rằng vì sao tôi xuất gia, có bài chia sẻ đó mà. Rồi có bài chia sẻ là vì sao ta đi tu. Đi tu là sự an lạc mới đi tu. Chúng ta tìm đến cửa đạo là có sự an lạc mà. Phật pháp đã cho chúng ta sự bình an này rõ ràng rồi, còn gì quý vị. Quá bình an mà. Quý vị coi, những đức ngồi đây cũng như quý vị, chúng ta ai cũng chịu nóng hết chứ. Nhưng mà những đức cảm giác rằng những đức nói chuyện rất là thoải mái, dù là có khi đổ mồ hôi này, thấy chưa, ướt cái chân này, thấy không? Nhưng mà mình thấy mình thoải mái là vì mình truyền tải những tư tưởng, cảm thấy chúng ta có cái bình an. Quý vị biết rằng cái bình an trong cái cuộc đời này nó truyền tải qua tư tưởng quý vị à. Có khi vật chất nó chỉ là một cái ảo ảnh để giúp cho mình vui một chút nào thôi, nhưng mà truyền tải cái tư tưởng vào nội tâm quý vị càng vui thêm. Tại sao người ta thứ bảy chủ nhật ta về chùa mình đông gì? Vì người ta được truyền tải cái tư tưởng bình an vào nội tâm cho người ta đó. Những đức nói với vị nghe, quý vị chỉ cần nghe được sự bình an từ nội tâm là quý vị cảm thấy mình tích tụ một cái nguồn năng lượng gì rất là cao trong cái cuộc đời mình, nó sẽ an tâm. Thí dụ như quý sư cô trong chùa mình đi, nếu mà nhìn ngày xưa mà mình ở cốc với bây giờ, quý sư cô ở đây khác hoàn toàn. Rồi chúng trong chùa mình nghe cái sắc diện rất là tốt quý vị, ai cũng mập mạp, ai cũng trắng trẻo. Mà đặc biệt lắm, người mình mà tích tụ nguồn năng lượng cao đó quý vị, da thịt quý vị nó mềm mại lắm. Những đức để ý đây là 100% luôn. Những đức nhận một bà già trước nay 2 năm, bà vừa vô những đức thí nghiệm, bà những đức thí nghiệm làn da của bà, đó là coi da mặt của bà nó làm sao, thì dai nhất là quý vị cứng ngắc luôn. Vậy mà 2 năm sau bà trong chùa xem da mặt bà lại mềm lắm quý vị, mịn lắm mà mềm lắm. Thì ra là con người khi mà năng lượng thiếu quý vị, khi con người mà thiếu năng lượng là làn da mình nó khô liền, và tự nhiên nó sẽ bị nhăn và dai chắc lắm. Còn con người mà khi năng lượng đủ quý vị, da mặt vị sẽ rất mềm, da mặt từ từ càng mềm lại, mịn màng lại liền 100% luôn. Và thịt da cơ thể vị rất mịn, rất mềm, rất mát. Còn con người mà khi mà nó thiếu năng lượng là nó khô khan lắm quý vị, nó rất là khô khan luôn.
Từ nơi đó mà con người chúng ta cần nghe Phật Pháp để mà tích tụ cái nguồn năng lượng. Mà năng lượng đầy rồi con người trí sáng lắm quý vị. Con người mà năng lượng đầy là trí rất là sáng. Mà nhất là cái pháp niệm Phật này nè, là cái pháp cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh thời mạt pháp này. Mà bất cứ một hạng người nào cũng gì nghe có môn tịnh độ này mà tiếp nhận, đây là của báo vô giá, những đức nó 100% luôn. Một đứa bé nhỏ mà bị bệnh đau thôi quý vị kìa, nó ngồi ngoài có đó kìa. Mẹ nó nói rằng nó không nói chuyện được đâu. Vậy mà giờ nó niệm Phật, nó nói chuyện lớn tiếng quá trời, niệm Phật âm âm luôn. Mà nhìn nó rất là có duyên nghe quý vị. Nó những đức nói với mẹ, tuy nó có duyên gì nhưng mà đừng có để nó hết duyên. Là con nít trong chùa mình tại vì được nhiều người thương, nên từ nơi đó mà có khi nó lại thành lì. Người ta thương nhiều quá nó thành lì, không phải giỡn đâu. Nó bây giờ lanh lắm, bây giờ là biết nói chuyện đồ ngon lành luôn. Mà một đứa con nít bị bệnh đau mà niệm Phật mà chuyển hóa. Những đức nói rằng là mỗi một con người chúng ta gặp Phật Pháp có thể chuyển hóa được. Dù bệnh đau gì quý vị cũng có thể chuyển hóa được chứ. Chỉ cần một quyết định học Phật, quyết định tin nhân quả, hướng thiện, cái tâm mình thiện tâm này nè, là nó hóa giải cái ác của tâm. Mà hóa giải cái ác của tâm thì nó giải cái nghiệp. Mà giải cái nghiệp thì nó hết bệnh. Nó 100% luôn. Nên chùa mình mà mỗi lần mà tổ chức một chương trình gì lễ hội, quý vị biết rằng là nó đặc biệt lắm. Giúp bao nhiêu con người luôn. Bao nhiêu con người người ta đi đến chùa mình mà người ta được lợi ích qua những công đoạn nói chuyện đơn giản, truyền tải những tư tưởng đơn giản mà người ta làm được. Nên từ nơi đó mà mình gặp được một ngôi chùa gì, mình cơ hội mình tu phước duyên, mình dẫn người ta đi tu. Mình mang một cái tâm chân thật nhiệt tình giới thiệu, dẫn người ta đi tu. Nó như cái cô kia mà cô dám bỏ tiền, cô dẫn 1000 người đi tu. Quý vị biết rằng những đức nói rằng mình làm chưa được như cô thì mình cũng làm hết mình dưới khả năng của mình. Còn như cô này cô làm được, mà trong số lượng 1000 người đó đưa tiền cho cô phụ trợ của nó không khỏi được. Cái này là gọi là đi xe không đồng, là không đồng thiệt, là hoàn toàn không hết tiền. Muốn cúng dường bỏ bao thư cúng tao tam bảo đi, còn ở đây là không đụng một cắc nào, hoàn toàn phi hết luôn. Thì quý vị biết rằng là cô đã làm là làm tới luôn, vì cái cô này khác mình. Một là điều kiện của cô đầy đủ quá, hai là cô không có chồng không con, mà điều kiện cổ nhiều lắm, của cải cổ đất đai cổ ở Vũng Tàu này nhiều dữ lắm luôn. Từ nơi đó mà điều kiện người ta mạnh quá thì người ta làm được điều đó. Những đức nói rằng tất cả tiền bạc của cô mà đổ vào Phật Pháp mà dẫn người đi tu hết đi, cuộc đời của cô thấy ý nghĩa quá trời luôn. Mà cô thích hộ trì chùa này chùa kia lắm. Nó nhiều ngôi chùa người ta biết là người ta nói người ta muốn tu giống chùa mình, nhờ cô hộ trì. Những đức nói cô một câu này nè, nói qua vậy thôi chưa đủ đâu, muốn tu luôn á, mà cô hộ trì là kêu cái vị ở đó đó lên đây, rồi những đức hướng dẫn cho, mà dê phải chân thật hướng dẫn ta tu thì cô cứ hộ trì. Còn nếu như mà họ không chịu tu vậy thì nói cho có thì làm gì bây giờ. Nên nói là phải làm thiệt. Mà cái pháp tu này mà chịu áp dụng ở đâu là thành công ở đó quý vị. Mà người ta không tin, người ta không tin quý vị ơi. Ngộ gì cái tin là hiếm người tin lắm, mà người tin là thành công. Tính ra 2-3 thầy, 1-2 sư cô miền miền ngoài vô đây nghe, mà người ta đem về ngoài ta áp dụng thiệt luôn. Mà người ta nói trời công nhận hay thiệt, áp dụng phương pháp tu hướng dẫn đơn giản, nhưng mà Phật tử về ào ào, chùa thỉnh lên liền, là ta làm thiệt, thỉnh liền quý vị. À, thì quý vị coi như chùa mình đây này, quý vị coi những đức gặp Phật Pháp đó, giờ niệm Phật không, nó từ hộ Pháp qua Đại Tùng Lâm, Tùng Lâm qua đây, rồi phát triển bao nhiêu đậu tràng, bao nhiêu con người khắp nơi nơi. Quý vị cái thấy thành công mà thịnh vượng, mà sống nơi không cần đi đâu hết chứ, mà còn dạy được Phật tử nhiều người ở nhà tu được. Những đức nói với quý vị nghe, tại gia đình mình nên có ngôi tam bảo, và có phương pháp tu, có điều hộ niệm, có sẵn hết chứ. Quý vị cứ làm đi. Những đức khuyên quý vị là chân thật ở nhà mà hai thời tu đó đừng có bỏ cuộc. Rồi mỗi ngày giảng pháp hai thời tới đừng có bỏ. Cứ bấm vô đăng ký cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ thì quý vị cứ đăng ký đi. Những đức nói với quý vị, có một ngày nào mình sẽ áp dụng được, tại gia mình mà không đi đến chùa được đó. Tại vì sao? Có khi phát dịch sao? Quý vị cũng không đi đến đâu được. Hoặc là bây giờ dịch thì dịch nhưng mà đi đi à. Bây giờ người ta cũng không có cấm cản cái chuyện này nhiều. Nhưng mà nó có những trở ngại gì khó khăn là tại gia mình đều tu được hết chứ. Nên mình phải dự trữ trước là gia đình phải có ngôi tam bảo, có phương pháp tu. Làm sao mà luyện được cái tâm mình an trong mọi cảnh duyên gặp trở ngại gì. Bây giờ mình là người tu, mình tin nhân quả rồi, dù cái sự cố gì mình cũng phải an tâm trước đi. Mình an tâm mình mới độ người ta được. Nhà thì ai cũng bất an, ai cũng sợ, nó cuồng trí cuồng tâm. Còn mình thì an tâm là mình tỉnh táo, mình sáng suốt à. Nên người ta nhìn mình, người ta nói ô công nhận học Phật hay ghê. Gặp sự cố người này là người bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Còn họ thì rối trí không làm được gì.
Nên quý vị tu làm sao mà khi gặp sự cố quý vị vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng có háo hức, đừng có lo sợ, đừng có bất an. Thì người ta nhìn mình mới dễ độ. Còn bây giờ mình là tu mà gặp sự cố gì, nghe tin tức gì, cha mẹ, ông bà, ai mắc, ai bệnh, cái là hú hồn. Vậy thì mình là người tu gì dở quá. Mình là người tu mà định lực vô thường, đến bất tử, giàu, nghèo, đẹp, xấu, lùng lé, hôi súng, trẻ già, ai muốn đến lúc chết là chết à. Chúng ta phải tin điều này, thọ mạng đến lúc chết là phải chết. Nên chúng ta đừng có đặt vấn đề nặng nề, nghe tin bình tĩnh. Nghe tin ai bệnh đau, ai chết, cái là A-di-đà-phật. Thấy không? Đó, phải vậy đó. Chứ không phải nghe rồi cái giật thình mặt mày xanh lè xanh lét. Không phải. Nghe mà cái mặt xanh lè xanh lét, giật thịt chứ thì thua rồi. Mình tu mà cũng như người đời vậy sao độ người ta. Đó, mình tu mình phải làm sao á, mình gây dựng được mình. Nên chúng ta mà được gặp cái ngôi Tam Bảo gì để nuôi dưỡng cái tâm này. Những đức nói quý vị gần gần ở đây cố gắng, chứ đừng có tách xa ra. Nói thật sự quý vị biết cái thiệt thòi lớn nhất của đời người là không gặp Phật Pháp á. Mà gặp Phật Pháp mà không gặp được cái Pháp tu, không gặp được ông thầy nhiệt tình, ông chỉ mình á. Không có tâm giải thoát á. Cái đó mới là cái thất bại đó, hiểu chưa? Thất bại đó là từ ngay cái chỗ là mình gặp Phật Pháp mà mình không có cái tâm giải thoát. Mình không gặp được ông thầy nhiệt tình, ông chỉ mình giải thoát. Ông có nói cặn kẽ cho mình nghe, đó là uổng cuộc đời mình gặp Phật Pháp. Quý vị biết những đức gặp Phật Pháp, những đức thấy vô cùng xứng đáng. Những đức cũng đem cái xứng đáng có được này, những đức chia cho quý vị đó. Bằng cả tấm lòng mình chia cho quý vị, nhiệt tình hết mình. Những đức thường nói hoài, bây giờ làm được đủ duyên, cứ là làm nỗ lực hết mình đi. Cực lực mà làm đi, giờ năm nay cũng 42 tuổi còn khỏe quá. Nên làm tới đi. Sau này mà lớn tuổi một chút nữa, mà khi mà duyên mà đến lúc nghỉ ngơi thì cũng khỏe nữa. Tại vì sao? Vì mình đã làm hết lòng hết dạ mình rồi. Đối với Phật tử người ta cũng cảm nhận được những việc mình làm. Nói mà cái chuyện quý vị biết rằng thấy mà lễ 2000 lại đã là khó rồi. Vì thấy từ xưa giờ có ai tổ chức đâu. Nhưng đức cũng nghe mấy chỗ định tổ chức mà cuối cùng bật âm thanh cho ta lễ không? Không có lên nổi đâu. Muốn phát triển được thì phải tự mình làm á. Làm đi. Tự thân làm, sau này già mới bật âm thanh. Còn trẻ mà bật âm thanh là người ta chưa tiếp nhận mình đâu. Nó phải tự mình làm, cái gì cũng vậy quý vị. Phải bỏ công thì nó mới có trọng lượng của nó. Còn cái gì mà mình không bỏ công mà muốn có cái quả thì khó lắm. Ta nói là đã nói là công quả thì phải bỏ công nó mới có quả. Phải chịu khó chịu cực. Những đức cũng phải chịu khó chịu cực. Quý vị coi á, cái bữa 500 lại mà cái bữa bên đây quý vị thấy đơn giản không? Không chịu khó chịu cực sao làm, đúng không? Đó, phải chịu khó chịu cực. Nên tất cả quý thầy quý sư cô quý Phật tử khắp nơi nơi muốn tu mà chùa chiền phát triển, Phật tử đến đông, mình phải chịu khó chịu cực vì người ta. Mình vì người ta đi, người ta mới vì mình. Mà mình lúc nào mình gặp người ta cũng tiền tiền, ai mà tiền cho mình? Người ta làm cực thấy mồ luôn mà tự nhiên đưa tiền, tùy tiện không có đâu. Thí dụ như nhiều Phật tử khắp nơi nơi người ta cúng dường những đức, cô sòn đồ mà cổ mà phát tâm dẫn người đi tu vậy, toàn là người ta cảm nhận từ mình, ta nhìn nhận từ mình mà ta quý thích. Quý vị biết rằng là có những cái làm mà những đức thấy những đức tin dữ lắm. Như những đức nói mà hôm qua mà cái quỷ chùa mình bên kia mà cô Bạch có nói thầy thầy còn có 4 triệu rồi thầy ơi. Những đức nói chiều có người cúng. Nói một câu vậy từ buổi sáng mà tự nhiên vừa nghe vậy bình tĩnh lắm, nó chiều có người cúng lo gì. Xong cái cô kia cô đế của nó trời ơi, bởi vì nguyên buổi sáng tự nhiên người con nóng thấy ghê luôn, không biết sao kỳ cục. Cái tự nhiên cái nghĩ thôi bây giờ cầm tiền đến chùa đi cúng. Chiều có cầm đến đưa một cọc tiền, nó nói cái đó chiều có người cúng đấy chứ. Thấy không? Đó, thấy chưa? Nói vào một cái rất là bất chợt. Vừa cô mà cầm tiền của nó thầy cái quỷ còn có 4 triệu à. Nhà đức nói chiều có người cúng, vừa nói vậy là nói chiều có người cúng. Thôi được rồi. Đúng rồi, chiều không ai cúng thì mình cúng. À, nó mà nói vậy đó mà mình vì người ta chiều có người đem đến cúng. Nó giỡn đâu, thấy không? Nên trong Phật Pháp những đức đã gặp nhiều trường hợp quá rồi. Những đức đã cảm thấy nó bình thường quá rồi. Ngày xưa cái thời mà những đức không có một cái gì, những đức còn sống bình thường được mà chứ nói chi tới bây giờ. Nó thật sự mà nói mình vì thiên hạ vì mình, không có chết đâu mà sợ. Nó không có lo. Cái nhiệt tình vì người ta đi. Nó nên từ nơi đó mà mỗi một việc mình làm chúng ta thấy rằng cái đó là tốt. Mình nêu lên, tại vì những đức ở trong chùa những đức làm việc tốt không mà, làm việc cho người ta không mà, nên đông người. Nên những đức làm là những đức nêu lên.
ai có điều kiện người ta làm. Mình dù mình nghe cái nói là cầu nguyện cho người ta hỗ trợ thầy để làm được điều đó, cái tâm đó thôi nó cũng đã có phước rồi. Vì chưa cúng mà vì nghe ông thầy muốn làm việc đó cho người ta, mà mình nói là có cái tâm mình nghĩ cầu nguyện cho thầy, người ta cúng phụ thầy để cho thầy làm việc đó, cái tâm thiện nó đã có phước rồi. Nên mình nghe cái thiện là mình đã có phước rồi, mình nghe cái ác là mình đã có tội rồi. Thí dụ như bây giờ ngày xưa mình giảng pháp mình còn nói đầu này đầu kia đầu nọ, mình bực bội cái này bực bội cái kia, mình nghe cũng thấy nặng nề nữa. Bây giờ vì thấy những đứa càng tu những đứa càng chia sẻ Phật pháp, vì thấy không, nó có nói gì nữa chân á, nói tu hành à, nói bình thường à, thấy không, nó từ từ thời gian nó cởi mở ra. Ngày xưa mình còn nhìn cái này cái kia, mình nghĩ mình tu được, tu giỏi, mình làm được, mình làm dữ quá, còn người ta mình nhìn thấy người ta như vậy mình nói có khi mình có tâm thiện, nhưng mình nói cảm thấy nó sóc ốc người ta chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Bây giờ mình nghĩ lại nó có sóc ốc người ta, nhưng bây giờ mình càng tu mình thấy mình nói nó nhẹ nhàng, mình nói bình thường cái chuyện của mình thôi à. Nếu mà mình cứ như vậy ai mà muốn bực bội mình làm cái gì, thì mình làm cái chuyện ở tại chùa mình nói vậy, người ta về chùa người ta tu. Chứ ông thầy này không có đi đâu đâu, không có dẫn dắt, không có kêu ghéo, không có đi phát tờ rơ gì đâu mà mình đi trách ổng. Cái chi mà ổng đi đến chùa mình, ổng lo lượng Phật tử mình đi về thì mình nói ổng. Ổng ở chùa của thầy ổng không, ổng hướng dẫn người ta, tự người ta đi đến đây. Còn mình không rủ người ta đi đến chùa mình được thì thôi, chuyện của mình chứ, hiểu không? Đó, rất là rõ ràng luôn. Nó, bây giờ chùa chiền chúng ta cũng sống trong cái thời đại cạnh tranh, thì chùa cũng cạnh tranh, mà cạnh tranh sao cho nó công bằng. Rồi cạnh tranh công bằng là sao? Là mỗi một ở địa điểm của mình tự phát triển, cách nào cũng được, miễn thiện là được rồi, miễn tốt là được rồi, vì người là được rồi. Ông làm cách nào, miễn làm sao ông thiện tâm, ông giúp được một số chúng sanh thì ông cứ làm đi, tốt. Nhưng chúng sanh nào người ta hướng đến đâu thì người ta hướng chuyện của người ta, người ta muốn đi đâu là cái chân của người ta, chứ không phải cái chân của mình mà mình buộc. Thấy không? Mình học Phật là không có buộc chân ai hết á. Người ta có quyền, cái chân người ta đi đâu là kệ người ta. Người ta muốn đi đông đi tây, đi nam đi bắc, đi về hộ pháp cũng được. Đúng không? Đi qua Tùng Lâm đó là chuyện của người ta. Người ta nghe, người ta thích, người ta đi đến à. Nên quý vị học Phật làm sao mà học ra cái tự tại, học đừng có bị buộc ràng. Quý vị không đi thích đi đến đây, những đứa con có ép quý vị. Ép quý vị làm chi? Quý vị không thích đi đến đâu thì cũng không ai ép được quý vị. Chúng ta chỉ có cái vai trò là duyên gặp nhau. Thí dụ những đức làm thầy quý vị, thí dụ đi, những đức quy y cho quý vị, đó là duyên. Những đức là người xuất gia chứng minh, khi mà gọi là trong tăng đoàn có một người xuất gia chứng minh quy y cho người đó, đối với Phật pháp tăng, trong Phật pháp nó có hình tướng tăng nằm trong ba ngôi báo. Tăng trong ba ngôi báo là tam bảo, hiểu chưa? Nên cái phước của tăng rất là lớn. Tăng như thế nào đó là chuyện của tăng, nhưng hình tướng tăng là nằm trong ba ngôi báo, nên tăng bảo là một cái phước duyên rất là lớn. Chúng ta là hàng Phật tử, gặp tăng thì cứ kính trọng, gặp người là cứ kính trọng. Ấn Tổ ngài nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Chúng ta nhìn tăng chúng ta cũng không biết tăng nào là tăng nào đâu. Có những tăng mình nhìn thấy bê bối, nhưng mà lại là Bồ Tát thì hiện rồi sao? Nó mình không có biết được tăng nào sao chứ, vì mình là cặp mắt của phàm phu. Thì thôi, chúng ta cứ gặp tăng là mình cứ tăng là được rồi. Hiểu chưa? Nó bị điện sống của tăng á, tại vì còn căn bảo Phật á, thì bây giờ tượng Phật, chúng ta tưởng nhớ đến Phật để học theo cái giác ngộ của Phật. Bây giờ pháp bảo là kinh giáo, chúng ta dựa vào kinh giáo để mà mình dạy người để sống trong cái cuộc đời có Phật pháp, có sự bình an khi hướng đến đạo pháp. Tăng bảo thì chúng ta đã thấy tăng rõ ràng, những đức cũng là tăng bảo, hình tướng cư sĩ cũng là tăng bảo, chỉ cần học Phật là tăng bảo. Thì hình tướng tăng bảo là đầu chọc áo y áo đắp vô thì mình nhìn thấy tăng bảo, thì mình gặp tăng bảo mình thấy mình mừng, trong lòng mình cảm thấy vui sướng khi nhìn được hình tướng tăng bảo. Còn tăng gì thì kệ, còn mình chỉ cần gặp mà mình tăng. Tăng là gì? Tăng là mình cảm thấy mình vui sướng khi mình gặp tăng bảo, hiểu không? Rồi mình thấy nếu mình muốn cúng dường thì mình rút tiền ra nhanh lẹ, gọi là tăng. Hiểu chưa? Đó, cái tâm mình vậy đó thì mình hạnh phúc lắm quý vị. Nhớ, cúng dường cho tăng bảo dù tăng gì nhưng mà mình vẫn có phước. Đó là hình tướng của Phật. Dù bất cứ một người tăng nào như thế nào nhưng họ cũng là có duyên cho Phật pháp, họ mới có thể đầu tròn áo vuông. Chứ không có phải mà không có duyên mà được vậy đâu quý vị à.
Nhưng duyên thì họ gầy cái duyên nào là tùy họ. Nếu như cái duyên hướng đạo giải thoát thì họ giải thoát. Còn cái duyên mà họ hướng về trần thì cũng là duyên tăng bảo, nhưng hướng về trần bảo. Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải nhận thức được mình đừng có đụng chạm ai, mình đừng có đụng chạm vô cái nghiệp duyên của ai, hiểu chưa? Vậy thì mình đi học Phật tuyệt vời quá, luôn luôn mình thấy mình là người an lạc, mình vui. Mình học Phật pháp mình thấy mình vui, mình an lạc quá trời luôn. Vì thấy những đức lên ngồi nói chuyện cái nói như sáo, nói hoài không ngưng được luôn. Thấy không? Có ngưng không? Bây giờ quý vị viết một cái viễn văn mà quý vị đọc cho nó lào lào quý vị mới lên đọc đường gì, chưa chắc đọc đường gì nữa. Nhưng mà những đức lên nói hoài quý vị nghe thấy chưa? Hết câu chuyện này tới câu chuyện nọ, hết câu chuyện nọ tới câu chuyện kia. Quý vị thấy những đức nhiều chuyện chưa? Những đức nói là cái bà bán cá ngoài chợ mà nói không bằng những đức. Bà chị cao lắm, được nửa tiếng hồi là bà khô hơi cạn tiếng, mệt thấy mồ. Tại bà săn si, bà chửi sùm. Người ta lỡ mua cá đây mà tao không mua, qua bên kia mua bà chữ dùng cái thứ gì đâu. Qua đây rồi mà không mua tao, qua bên kia mua tao đốt phong long cho mày chết cả đám. Nên bà chửi sùm nửa tiếng sau là bà ngồi bà thở. Còn những đức nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ mà xong, những đức vui vẻ vô cùng. Vì những đức đem cái truyền tải những cái tư tưởng tốt cho quý vị, nên những đức quá mát mẻ, hiểu không? Bây giờ quý vị ngồi đây, hồi nãy ngồi và bây giờ ngồi, quý vị thấy cái thời tiết nó dịu chưa? Dịu là ngay cái tâm bị dịu á. Tướng do tâm sanh mà. Quý vị đừng có nghĩ hoàn cảnh này nó nóng là nó sẽ mát liền à. Nó từ từ nó mát. Nó rõ ràng hồi nãy như đức sức mồ hôi quá trời luôn, nhưng mà bây giờ nó sức mồ hôi mà nó mát lạnh à. Mát ghê, cơ thể mát lắm quý vị. Càng sức mồ hôi càng thích, nó mát lạnh nè. Không có nóng chút nào chứ nha. Thì nó cảm giác vui thích mới nói chuyện gì nè. Nó nói là vui thuyết pháp chứ không ai nói buồn thuyết pháp chứ. Buồn mà thuyết pháp là giống như vị đem cái sự khổ đau cho người ta. Còn vui mà thuyết pháp thì đó là sự an vui truyền tải. Nên quý vị ngồi dưới hứng đi. Ngồi hứng liền. Nó hứng bằng cách nào? Thấy không? Hứng bằng cách nào nó hứng rồi đó chứ gì? Nó mình nói thì thật sự mà nói á, quý Phật tử mà người ta ngồi phía trước có một cô này có nói một câu nè: thầy ơi, đi tu á xe cộ sắp xếp cực khổ, đủ chuyện phải lo. Đi đến chùa thấy thầy giảng, con bận đồ ở dưới áo chàng thôi đã nóng rồi. Thấy thầy y áo tùm lum tùm la, nóng cỡ nào mà còn tổn hơi sức để nói chuyện. Con thấy vậy con cố gắng, mỗi lần mà lên nghe pháp con cố gắng con tìm chỗ phía trên để mà con nghe thầy giảng để ủng hộ thầy. Mà có khi còn bị người ta nói này nói kia nói nọ, mà kệ thầy ơi, miễn con hỗ trợ chung tay với thầy là được rồi, được không thầy? Anh thấy không? Ta nói một câu vậy đó. Nên từ nơi đó chỉ cần cái tâm quý vị vậy là được rồi. Thật sự mà nói phải có người háo hức nghe pháp thì mới có người háo hức thuyết pháp. Chứ bây giờ những đức ở trên đây nói pháp mà ở dưới dòng do mấy câu nói hoài, lễ Phật nghỉ đi ăn cơm phức rồi nói hoài. Trời ơi, trời. Ngồi dưới mà cái mặt nhìn lên bực bội quá. Có nhiều bữa cầm theo cái dao răm ngồi dưới nhà đức thuyết pháp ở dưới ngồi là hiểu không, kiểu đó thôi chịu thua luôn quý vị. Hâm dọ phải không, hâm dọ cầm cái dao làm vậy nè. Nói cắt cổ bây giờ kỹ nói nghe, thấy không, kiểu đó sao nói. Dù người ta ngồi dưới người ta vui, người ta hưng khởi, mình mới thích nói, thấy không? Cái đó gọi là duyên thuyết pháp. Còn bây giờ mình mới có duyên mình nói mà người ta đứng đi chứ ai nói được. Nó có một lần mà cái ông thầy ông thuyết pháp mà người ta văng mùng nó ngủ. Thấy rõ ràng là 100% thì đức thấy luôn nè. Tại vì cái ngày lễ Viếng Quan Âm mà cái ông thầy đó ông thuyết pháp mà người ta văng mùng lên quá trời, phía sau người ta văng mùng nó ngủ quý vị. Trời ơi, thuyết cái kiểu đó sao thuyết nổi trời. Bây giờ như đức nói quý vị, bây giờ như đức mà nói chuyện ở đây vì dựa nhau vì ngủ tá lạ mình. Có nhiều bà ngủ mà chảy nước miếng luôn sao giảng. Giảng nổi mới sợ đúng không? Đừng có nói chuyện dựng chơ. Có một lần đó nghe những đức ngồi chia sẻ bào pháp mà cho chắc cái bà này chắc cũng là Phật Bồ Tát gì phái đến thử mình sao. Bà này thì mình nói nghe cho nó vui nghe quý vị. Thì phụ nữ thì mỗi người nó có cái dáng người khác nhau.
Mà cái dáng bà này cũng xinh nhon lắm nghe. Mà bà chơi ngay cái mặt tiền luôn. Bà ngồi ngay trước mặt mình luôn. Mà bà không bận áo chàng áo gì chứ. Bà bận áo dây. Chơi ghê không? Mà bao nhiêu bà là tạo nghiệp gì bà này luôn. Bao nhiêu bà Phật tử là tức bà này bực bội. Mà không dám đụng bà. Nhìn bà bự con cao ráo mà nhìn bà sắc lắm. Thì bà ngồi. Bà ngồi bà nghe giảng. Bà cũng cười bà cũng vui lắm. Nhưng bà ngồi một chút là bà dạch cái áo làm nè. Những đứa cứ thuyết pháp một chút là bà cứ dạch cái áo ra bà làm nè. Bà dạch cái áo ra bà làm gì bà làm nè. Ý bà là bà thổi gió vô quý vị cho nó mát. Bà chơi vậy đó. Mà cái áo bà mỏng dánh là áo dây. Mà bà dở bà vu vũ cho nó mát á. Bà vu vũ một chút á. Mà cái bà ngộ đấy ghê. Mà ngay mặt tiền không nhìn cũng không được. Một chút cái đầu bà khòm xuống bà làm vậy nè. Chơi vậy đó chợ. Mà bao nhiêu bà tạo nghiệp gì bả luôn. Mấy bà kia bà tức dữ lắm luôn. Nhưng mà không dám đụng bà này. Tại ngay cái buổi giảng, ngay cái buổi mà trên chánh điện. Sau này Đức nói mấy chú là gặp những trường hợp vậy mình dẫn người ta qua chỗ khác. Chứ người ta ngồi thấy nó kỳ quá. Mà bà chơi gì bà làm hoài kỳ cục thế ghê. Một tiếng rưỡi bà làm đâu mười mấy hai chục lần. Mình trong bụng mình nói chờ là chờ bảo bà. Có gì đâu lạ đâu bà khoe hoài vậy chờ. Bà cứ dạch ra rồi bà khơm xuống. Bà dạch ra bà gom xuống rồi bà thổi gió vô bà làm đủ cách chân á. Mà ở trên mình thiết tá lả ông binh chân. Ở dưới bà cũng làm tá lả ông binh luôn. À, làm mà mấy bà nè mấy cô ngồi kế bên bực bội lắm. Tức dữ lắm mà không nói được bà này. Ôi trời bà này bắt kỳ cục thế kia mình nói à chắc là phái bà này đến chuyện gì nè. Chứ không phải chuyện giỡn đó. Gặp trường hợp kỳ cục lắm quý vị. Nó trường hợp kỳ cục lắm. Mà có một lần á cái bà này bà vô bà nghe pháp mà bà bận cái quần mà ở dưới nó không có đáy. Thì bận riếp rồi đâu có đáy đâu. À, bà ngồi chút á, là bà mỏi chân quá. Cái bà chùm hổm hai cái chân mới lên. Mà nói cho bụng chậu là chậu hôm nay sao mà gặp trường hợp này nữa chợ. Kinh khủng luôn. Có chứ quý vị. Ngồi thiết pháp mà gặp tá lả binh diệt cái chân. Không có giỡn đâu. Nó, à, bà chơi vậy đó. Mấy vị hỏi có tội không? Không có tội gì chứ. Mình trong đời kiếp nào mình cũng chơi vậy với ông thầy. Bây giờ đến đời kiếp này bà chơi ngược lại. Quý vị coi thuyết pháp mà bà cứ chồm hổm lên. Bà cứ đưa hai cái chân mới lên cái kiểu mà mỏi chân đau chân bà ngồi mà kiểu mà mùa nước lũ á. Mà nó chống lỏng chống liễu ở trong mà. Nó xanh đỏ vàng gì nó ra hết trơn. Mà ngay cái mặt mình mà kêu mình không nhìn sao được. Không lẽ giờ bị thuyết pháp bị nhắm mắt. Nó thầy này ngủ mất công nó thôi kệ bà làm thí cô thiết à. Nó chút cái bà khép lại. Chút cái bà mở ra. Bà làm hoài vậy đó. Bị coi kinh khủng không. Nó cái đó là cái nghiệp duyên quý vị. Khảo đảo nhau không giỡn đâu nghe. Nhưng mà mình thấy bình thản lắm. Tại vì sao mình cũng thản nhiên mà. Bà bình thản thì mình thản nhiên thôi. Chứ có gì đâu. Hiểu không? Nó bả kích thì mình động. Chứ làm sao? Mình động là mình nói thiết. Chứ mình mà không động là mình im luôn á. Chứ không có giỡn đâu nghe. Kệ bà muốn làm thì bà làm đi. Chuyện này nó bình thường quá. Da thịt thôi chứ có gì đâu. Hiểu không? Có gì đâu lạ. Nhưng mà gặp mà một ông thầy đi tu từ nhỏ là chưa chắc đó nghe. Thấy nó lạ quá. À, còn những đức thì gặp mấy cái bà áo dây, gặp mấy bà vậy như đức nói bình thường. Tại vì tôi ngoài đời mấy vụ này tôi bình thường quá, tôi biết hết trơn rồi, nó có gì đâu lạ. Hiểu không? À, mình biết hết trơn rồi nên cũng hay ghê, nhờ vậy đó mà bình thản lắm, không có chuyện gì xảy ra. Nay rồi xong có nhiều bà Phật tử quen đó, bữa nay thầy có gì lạ không? Nhiều bà cũng ghê lắm nghe, mấy bà để ý bà hỏi thầy có gì lạ không? Như đức nói có gì đâu lạ. Như đức nó thấy nó ngồi kỳ cục, nó kỳ gì đâu kỳ, quen quá trời mà kỳ gì. Hiểu không? Đó vị thấy không? Phật pháp vị thấy sống động chưa? Ý muốn nói với vị nghe đó, trong cái hội chúng đông người ngày lễ lộc, đa dạng tính tình, đa dạng cái nghiệp đã ở trong đó, thì làm sao mà thông được cái tâm. Tất cả việc gì trong cuộc đời này thuận duyên và nghịch duyên đến với mình,
toàn là nhân mình đã tạo thì quả sẽ đến với mình. Hiểu chưa? Vậy thì thông cái tâm liền cái gì đâu. Phật pháp đó gọi là Phật pháp sống động. Phật pháp đó gọi là Đại Pháp Như Lai. Cái Đại Pháp của Như Lai là khi thành tựu cái giáo pháp là đi vào nhân sinh. Chứ cái Đại Pháp của Như Lai không phải là khi thông Phật pháp rồi mà ngồi chỗ nào đó mà im điềm nữa, không phải. Mà phải đi vào nhân sinh thì nó mới là Đại Pháp của Như Lai. Thì phải nhớ. Nên từ nơi đó mà mỗi một người tu đạo của chúng ta đừng có nhìn hình tướng nào mà bực mình chi. Nhất là ngày lễ là nhiều lắm, đủ thứ loại hết á, đủ chuyện hết chứ không có giỡn đâu. Nó trời ơi, có nhiều cô mà người ta Phật tử người ta quý người ta xa quý vị, mà người ta chưa nghe đạo nhiều người ta không hiểu á. Có khi mà người ta lỡ chụp hình những đức mà người ta đưa nguyên cái ngực vô mình những đức. Không có giỡn đâu, người ta đưa vô mà người ta còn cả vô người mình. Cái này là nó thật lòng đó quý vị, người ta quý thích làm sao kỳ cục ghê á. Mà ngày xưa mình chưa đi tu mà mình mong được vậy mà không có. Ngày xưa muốn mà có đâu. Nó thiệt luôn á. Ngày xưa giờ kêu chụp hình ta cũng không chụp, mà giờ người ta xin chụp. Mà người ta làm vậy đó, mình thấy gì mình lấy tay mình cũng cho chỏ vài cái luôn. Bà kích thì tôi động chứ sao kệ mồ. Hiểu không? Lâu lâu cũng có của cải chút xíu. Gạo thầy này ghê quá. Hiểu không? Nó nên ông thầy gì đó mà ổng không rớt đó quý vị. Hiểu không? Còn gặp mà mô Phật, mô Phật. À có chừng bà hù dọa tớ luôn á. Thấy không? Làm tớ luôn á. Thấy không? Nó có khi mà ma cảnh trong cái cuộc đời nữa, khi nó đến khảo đảo mà mình còn dữ hơn ma thì ma nó chạy. Ma nó chạy luôn, thôi thôi tao sợ mày luôn. Đúng không? Nên từ nơi đó mà trong cái cõi đời này tu không đơn giản đâu quý vị. Nó bao nhiêu cái nó không đơn giản. Nên cái người mà mình không thông tình đạt lý khó tu lắm. Cực kỳ khó tu luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Đó, ngày xưa thì như con mắm vậy đó, không ai mà để ý tới đâu. Nhưng mà khi mà người ta quý thương rồi là sao thế cũng được chứ. Thấy người ta dễ với mình liền á, chứ không giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình nghe đạo á, khi có phước duyên là có khảo đạo. Sống trong cuộc đời này có phước thì phải xài chút phước. Không xài cũng không được nữa quý vị à. Hiểu không? Có tiền mà không xài thì nó đi đường khác. Nên quý vị, những đứa khuyên quý vị có tiền của nên xài ngay cái tam bảo là hay nhất. À, không xài cũng không được. Những đức nói với vị nghe, có nhiều người ta có tiền ta tích chữ không mà lại gặp con phá gia chi tử vô nhà. Nếu như vị biết dùng tiền đó thì làm gì có con phá gia chi tử vô nhà. Không có đâu, nó quá giải liền. Nên từ nơi đó mà mình phải biết dùng ngay ngôi tam bảo. Mà ngôi tam bảo mà phục vụ chúng sanh làm việc ý nghĩa, xài là nó xứng đáng lắm. Những đức nói thiệt, như đời những đức với hòa thượng là làm tớ luôn rồi đó. Như hòa thượng ngày nói tôi giờ tám mấy tuổi rồi, như ngọn đèn treo trước gió, bây giờ tôi làm tới bờ tới bến luôn. Ông chỉ cần đưa tiền là tôi làm liền, không nói vòng vo. Thấy không? Còn mình thì mình nói là mình kiếm tiền để đưa cho hòa thượng. Hai bên nó kết hợp vậy, thấy chưa? Nó thật sự mà nói á, bây giờ tu đạo bây giờ có phát á, đại tâm, đại nguyện, đại trí, đại lực. Nhưng mà nó mà không có tiền bạc thì cũng không làm được. Nó không có đại tài thì không làm được đó vị. Tài là tiền. Không có tiền là không làm được trong cái cuộc đời này. Đức Phật còn tại thế là giống như trưởng giả cư sĩ, người ta hộ trì với Đức Phật là người ta xây tịnh xá, người ta làm hết trơn. Tất cả những cái gì Đức Phật muốn đi thuyết pháp là người ta lo hết trơn. Thì đó thì không cần cầm tiền. Nhưng mà mình bây giờ thì mình phải dùng tiền để mà lo cho tam bảo. Thì phải có tiền. Bây giờ nói không không được đâu quý vị. Nói không mà không cho người ta ăn cũng không, người ta không tin. Giống như bây giờ sắp sửa lễ vía Quan Âm là những đức chuẩn bị đặt 20.000 cái máy niệm Phật. Mà những đức mới sắp xếp lại những cái điều niệm Phật. Vì những đức thấy 18 điều niệm Phật á, không có dùng được mấy điều. Tại vì người ta cứ bắt cái điều hộ niệm mình dạy người ta hoài mà. Người ta cứ niệm điều hộ niệm không, bỏ mười mấy điều kia không, ít dùng quá. Nên những đức gọt hết những điều hộ niệm kia, lấy vài điều thôi. Rồi những đức bỏ mấy công đoạn quan trọng vô, có những công đoạn khai thị cho người lâm chung, bỏ vô đó. Cái làm ra cái máy cái này là mới luôn đó quý vị. Máy lạ luôn á. Nó hôm qua điện qua bên nước ngoài đặt 20.000 cái. Nó để mà lễ vía Quan Âm 19 tháng 6 tặng á. Đặt 20.000, kỳ này là chuẩn bị 20.000 cái đó. Kỳ này vía Quan Âm đông lắm nè. Đông lắm á. Tại vì sao? Tại vì nghỉ hè.
Nhưng mình có nói đông lắm đi mà không biết ngày đó là ngày gì mình cũng không biết. Thấy không? Ai mà biết được cái ở cái cõi này nó vô thường lắm mấy vị ơi. Nó nên nó có nhiều cái vô thường lắm. Nên cái gì mà chúng ta nghĩ thiện, nghĩ tốt, mình cứ cố gắng nỗ lực mà mình nghĩ đi. Cái càng nghĩ cái thiện là có phước rồi, tại sao không nghĩ thiện? Mà nghĩ phước lớn nhất là nghĩ đại thiện A Di Đà Phật. Cứ đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, cứ siêng năng niệm Phật. Con người cứ thương con người đi, mình cứ tâm thương con người đi thì mình không có buồn giận ai lâu đâu. Tại mình thương con người, mình thấy thương con người như mình là con người, mong người ta thương mình. Đã mình mong người ta thương mình thì mình thương người ta đi. Mình chỉ cần có tâm thương người ta thì người ta thương mình. Phải nhớ, nếu như mình không thương người ta mà mong người ta thương mình khó lắm. Nên nhiệt tình có tâm thương con người. Ví dụ như con cháu mình thương quá trời luôn, tại sao mình không thương con cháu người ta? Mình không thương con cháu người ta, làm sao con cháu mình được người ta thương? Hiểu không? Con cháu mình một ngày nào cũng đi làm cho người ta, thì bây giờ mình thương con cháu người ta làm cho mình đi. Con cháu người ta làm công cho mình nên thương con cháu người ta, thì con cháu mình đi làm công được người ta thương là chắc chắn. Nhân quả tương đồng mà. Nhiều người mà nghe đạo rồi nó lợi ích cho người ta dữ lắm. Một bà chủ, ông chủ nghe đạo là lợi ích cho nhiều người. Tại vì mình đi làm thuê cho người ta, mình cũng muốn có thêm chút. Tại sao mình không nghĩ cho người ta làm thuê cho mình? Bây giờ mình đi làm công phải mình muốn chút không? Làm cực là muốn cho người ta cho thêm chút đúng không? Vì tại sao mình không nghĩ điều này, nghĩ cho người ta đi? Nếu như quý vị học Phật là quý vị sẽ nghĩ được điều này liền à. Rộng rãi liền à. Mình rộng rãi với người ta không có phá của mình nghe. Có cái cô kia cô nói trời, từ khi con nghe thầy giảng tới giờ công ty con phát triển luôn. Chỉ đúng có con gái thương nhân viên, nhiệt tình hết lòng, vì mà công ty phát triển luôn như thầy. Nhân Đức nói đúng mà. Chùa mình phát triển là do Nhân Đức thương người mà ra đó. Đi coi ba bốn điểm chùa, có nhiều người ta hỏi Nhân Đức quản lý sao mà hay vậy? Không có gì hay, chỉ có thương người thôi. Nhiệt tình từng ly từng tí, tới cái răng mà còn suy nghĩ cho người ta. Vệ sinh răng mà còn chở người ta đi. Mình nghĩ bây giờ mình cầm tiền mình lo hết trơn, bây giờ người ta không có tiền, người ta muốn cũng không được nữa. Bây giờ mình nên muốn giùm cho người ta đi, nghĩ cho người ta đi thì được rồi. Ví dụ mình làm chồng làm vợ, mình cầm tiền đi, mình nên nghĩ cho chồng cho con mình. Nó chưa có cầm tiền, mình nghĩ những cái gì nó càng cần thiết như mình đang cần thiết. Mình nghĩ vậy thì thông tình đạt lý chứ có gì đâu. Mình cầm tiền mình chỉ biết bo bo, mình không có nghĩ cho người ta thì ai thương mình? Keo kiệt, ai mà thương được. Đó, nên từ nơi đó đừng có nghĩ. Đồng tiền của Tam Bảo là để sử dụng cho Tam Bảo, chứ không có lo cho con người. Con người ở đâu? Con người ở trong Tam Bảo. Con người đã vô Tam Bảo là lo cho con người, là lo cho Tam Bảo chứ gì. Lo cho Tam Bảo này mới là thật sự lo cho Tam Bảo thật nè. Xác thực luôn, hiểu không? Con người sẽ làm Phật. Lo cho con người là lo cho Phật đó, tương lai đó. Nên nhiệt tình tất cả chủ trì chùa, quản chúng chùa, người ta đã vô tu thì nhiệt tình quan tâm lo lắng cho người ta như mình mới đi tu vậy đó. Mình mới đi tu mà ai quan tâm lo lắng cho mình mừng lắm mấy vị. Nhưng mình mới vô công ty xí nghiệp mà người ta đặt trách công việc cho mình là mình mừng lắm. Mà bỏ rơ rớt, bỏ đại mình buồn lắm, tủi thân. Đó, nên từ nơi đó mà con người mình biết Phật Pháp lâu, vô chùa quen, gặp Phật tử bơ bơ vô chùa, mình chỉ dẫn người ta. Cái tâm đó giống như mình ban đầu mà ai chỉ dẫn mình ấn tượng cả đời. Quý vị nên tập có cái tâm đó đó. Tập có cái tâm đó đó. Như mình buôn bán cũng vậy nè. Người ta lỡ người ta mua đồ, người ta đi vòng vòng mà nói chị, bữa nay có đồ ngon mới nghe. Này nè chị, cái này mới ngon lắm chị. Em bán đồ em biết cái món này được lắm đó chị. Mua về cho gia đình ăn đi. Người ta lựa cái khác nữa. Cái này không được, bữa khác mua chị. Cái này được lắm đó chị. Cái này cũng ngon lắm nè chị. Mình cái cách mình như vậy người ta sẽ thương mình lắm á. Tại mình bô la mình gần gũi, hiểu chưa? Xong người ta lựa xong hết trơn người ta không mua nó. Được chị. Không sao đâu chị. Chị coi được thì mua, không được thì thôi, bữa khác lỡ ghé mua. Phụ em nghe. Ấn tượng thấy chưa? Chắc chắn cái vị bán đồ đắt không nói dòng do, nhưng cứ như vậy. Đừng có bao giờ mà lúc ế thì bắt đầu là mờ mọc ghê lắm. Mà lúc đắt hàng rồi đó, mai mốt thấy người ta lợi mua, thấy người ta mua có chút xíu đồ, không có bao giờ ngó ngàng đến. Quý vị mà cái tâm này là cái tâm quý vị là tâm thất bại. Quý vị chưa biết cái người này mua có một chút đồ lần này mà lần sau sẽ mua nhiều đâu. Chưa biết đâu nghe. Nó giống như cái câu chuyện á, mà gặp một con người á, bạn đồ cũ kỹ, đi đến cái tiệm xe mà siêu xe. Câu chuyện đấy vị từng nghe chưa? Đến chỗ siêu xe, cái thằng mà nhân viên coi cái chỗ, cái tiệm bán cái siêu xe. Làm gì á? Mua xe chứ làm gì? Thôi, xe này sao mà có cửa đụng đó mà mua. Ông này lỡ gỡ cái xe. Thôi, chạy xe này một cái. Ông có tiền đủ mà đền luôn, đừng nói mà mua.
nghe không? Không có đơn giản, cái xe này nhiều tiền lắm á. Thôi thôi đi chơi đi ông ơi, tầm bậy bảo quá. Xe này mà mua không có được mua nổi đâu. Xong ông nói rằng cho tôi xin gặp chủ ở đây, người chủ bán xe ở đây này. Người chủ bước ra, ông nói một câu, tôi nói thiệt với anh chứ, tôi định đến đây tôi nói với anh biết là tôi mua 2 chiếc siêu xe luôn, chứ không phải là 1 chiếc đâu nghe chưa. Nhưng mà anh nên dạy cái người làm trong công ty anh lại đàng hoàng lại, đừng có khinh người quá, đừng có nhìn qua hình thức mà khinh người nghe chưa. Được rồi, tôi không mua, tôi qua bên kia tôi mua 2 chiếc xe cho thấy. Qua bên kia vớt 2 chiếc xe, thằng này bị đuổi việc luôn. Ghê không? Kinh khủng, đó là người thế gian đó. Nói quý vị không, học được một bài học chưa? Những đức ở trong chùa nè, rõ ràng luôn nè. Hồi xưa những đức mới xuống chùa hộ pháp á, có những khi quý vị biết rằng những đức hết tiền á. Nhiều bà già đến mà mình thường an tâm chúng thôi, cứ nói cụ yên tâm đi, tiền giữ trong túi. Lúc mình chưa có nên kêu người ta giữ tiền trong túi, lúc mình có tiền mình kêu người ta xả tiền đi. Tại vì mình không có tiền mình kêu người ta xả tiền đi, lỡ mình không có lấy gì người ta là sống. Nên lúc mình không có tiền kêu người ta giữ tiền, lúc mình có tiền kêu người ta xả tiền. Nguyên lý là mình có khả năng lo cho người ta nên mình tự tin, nên kêu người ta xả đi, tôi lo cho. Tự tin rồi, còn lúc chưa tự tin gì mấy. Chị không có tiền, mới xuống chùa có tiền đâu. Hô nữa, ông giờ ông nhách cái mặt thấy gớm. Nhìn thấy còi cọc, chùa thì mới xuống bóng đèn chút xíu, đen thui, tối hù. Thấy thê thảm lắm quý vị. Kêu mấy bà già giữ tiền đi, giữ tiền hết đi, không cần lo. Mấy bà giữ tiền để tôi lo cho, mà thật sự cũng run, có tiền đâu lo. Có nhiều ăn nhiều, bữa nay ăn bữa nay ngày mai tính sao. Gan thấy ghê thiệt, bởi vì mình là đúng là từng trải đời nên nó gan. Gan thiệt quý vị, mà tin Phật nữa, tin Phật nó mới gan. Thì vị biết rằng là nhiều bà già đến gặp mình nói chuyện với chú chơi chú coi, nói, dạ ngồi chơi bà cụ, con đang rảnh nè, có gì không bà cụ. Nói chuyện chơi bình thường chứ gặp mình như người ta nói thôi có chuyện bận lắm à, giờ lo chuyện lưu bu không có nói chuyện được đâu, thấy bà nghèo quá mà, thấy giàu thì bay vô liền đúng không, xe hơi đồ nhào vô liền. Nhưng mà bây giờ cầm vỏ rách đồ này kia rồi thấy nghèo mà bận quá không có tiếp được là thua rồi. Nhưng mà nói dạ con có thời gian bà cụ, có gì bà cụ, à, ngồi chơi rảnh mà. Bà đâu hỏi han nói chuyện này chuyện kia lý lẽ đạo pháp rồi nói với bà, nói một chút xong bà nói để cúng dường cho số cho chú để lo việc trong chùa. Nói thôi bà cụ ơi, bà có chút đỉnh mà để dành đi, con thì cũng còn sống được, và cứ để tiền và lo bà lớn tuổi để dành sống đi. Nó không sao còn. Nó bà cụ bà làm gì, bà nói làm gì kể tôi. Nó chào chào già là sao ghê chào cúng hả, đem ra thằng cọc, nó cọc bự tiền. Mình trong bụng mình nói chắc tiền lẻ, mình trong bụng mình nói chơi nhưng mà mình nói chắc là tiền lẻ thôi. Tại vì thấy bà cụ bà cũng bèo nhèo quá, cầm vỏ rách đồ gì chắc đâu mà nguyên cọc tiền chẳng, chắc là giấy 1.000-2.000 đồ nguyên cọc chắc cũng điếm được chịu mấy, hiểu không? Mình nghĩ vậy á, thôi kệ đi, bà quyết định bà cúng thì mình nhận thôi. Thôi mình cầm cái cọc tiền mình đưa cho mấy chú, nó cầm lên trên coi điếm tiền để chiều nay mua vài miếng đậu hũ đúng không? Lên mấy chú cũng dạch ra trời trời toàn giấy 500.000 khóc kinh khủng thiệt chứ. Mà không phải một lần đâu mà nhiều lần lắm, mà toàn là già ở đâu mà trên trời dưới đất gì xuống mình cũng không biết, thấy chưa? Nếu mà khinh người thì mình thua rồi, khinh người là mình đâu có cơ hội đó đâu, thấy không? Nên những đứa muốn phiên quý vị học đạo đừng nên dội vàng khinh người ta nghe, đừng có nói những điều người ta đơn giản hoặc là nhìn người ta bình thường mà khinh người ta coi chừng đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó có những cái bản thân con người mình đừng dội vàng khinh người khác, và đừng dội vàng coi người khác là người thiếu trình độ, đừng nên có những ý nghĩ đó, coi chừng mình sai lầm đó. Có những cái trình độ mà quý vị nhìn thấy họ cao xa nhưng chưa chắc trong cuộc đời này họ làm được những việc mà người ta còn thiếu trình độ làm được đâu. Nên đừng dội khinh người khác, nhớ đó. Bữa nay họ học được cái câu đừng dội khinh người khác. Tại vì sao? Khinh người là sẽ bị thiệt thòi đó, cho mà biết đó, coi chừng thiệt thòi đó. Trong cuộc đời như Đức làm được bao nhiêu chuyện này toàn là do không dám khinh người mà ra đó. Có nhiều người những Đức nuôi chúng á, đâu phải là giàu sang gì đem tiền đưa những Đức đâu. Những Đức nói vị những Đức mà chờ giàu sang là những Đức ngóng mỏ nhọn quét chết queo luôn. Có những người Phật tử quen những Đức thăng mà giàu thấy ghê, có khi một năm chờ ta mới đến lần thì những Đức cũng khô máu héo hon. Nhưng mà mấy bà già xí cầu que mới đi về chùa,
Vậy đó mà bà đồng cắt bà đưa những đức. Vậy mà những đức nuôi bà rồi nuôi chùa. Vì coi kinh khủng không? Từ mấy bà già trong chùa mà đi đến chùa mà nuôi được chùa. Không ai ngờ được cái chuyện này. Người ta hỏi, đặt câu hỏi nhân đức là: thầy có một lượng Phật tử giàu sang gì? Nói, này không có nha. Toàn là quen thì giàu sang gì, nhà cửa người ta những đức không biết. Nhưng mà mỗi người ta phát tâm cúng dường chút chút thì tùy mỗi người ta cúng à. Chứ những đức không có cái việc mà một Phật tử nào mà khi gọi người ta mà người ta cúng này kia, không có đâu. Nhưng mà người ta đi về chùa cốc nháy ảnh ương lai ra vậy đó chút chút. Vậy mà gom gom lại ta nó góp gió thành bão. Vậy mà làm được chuyện đó quý vị. Chứ không có một cái thành phần nào mà cố định lớn lao, không có nghe. Mà nếu những đức mà dính một thành phần nào lớn lao cố định là những đức phải chịu đi theo người ta, hoặc có chuyện người ta kêu phải đi. Còn cái này những đức toàn là chung chung không à, gì không nè, nhưng mà góp gió thành bão. Người đồng cắt về chùa thấy thương thầy, tội nghiệp thầy nuôi người già, mà người ta bỏ đồng cắt vậy mà làm hoài qua năm suốt tháng. À, thấy được chưa? Mười năm rồi, giỡn đâu, vậy mà làm được chuyện đó. Đó, vậy đó mà từ rồi những người đó ta thịnh vượt, gia đạo càng ngày càng thịnh lên, ngộ ghê á. Người dính vô chùa mà là càng ngày gia đạo càng tốt và nó thịnh lên từ từ. Thì đó là cái điều mà ta thấy rằng cuộc đời người ta đi tu, người ta nghe đạo người ta thấy tốt, gia đạo tốt, rồi chồng con từ từ biết tu hết chưa. Từ đó mà cảm ơn ngôi Tam Bảo mà ta phát tâm. Thấy rõ ràng chưa? Nó nên những đức mong rằng tất cả những người mà nghe đạo làm chủ trì chùa nên nhiệt tình đem một cái đạo lý nho nhỏ của mình biết được nói cho người ta nghe đi. Từ một cái đạo lý nhỏ từ từ thành đạo lý lớn à. Chứ đừng bao giờ cho rằng đạo lý mình nhỏ quá không nói. Không nói nó mắc luôn. Nói nó sẽ càng phát ra. Giống như càng thí tài thì càng giàu, mà càng thí pháp thì thông minh, mà càng phóng sanh ăn chay thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Gieo nhân gặt quả. Hiểu không? Đó, cái việc này nên chân thật mà làm đi. À, những điều nhà Đức chia sẻ cho quý vị nghe mới đây cũng một tiếng rưỡi rồi đó. Nó, tiếng rưỡi rồi đó mà thấy nghe cũng ngon chứ giỡn đâu. Tiếng rưỡi cũng ngon có giỡn đâu. Không, mà Phật tử chùa mình công nhận là đẹp ngay chỗ này nè. Kết hợp với ông thầy nhịp nhàng ghê. Nhân Đức nói mà đi xa mà giảng cho Phật tử lạ chưa chắc biết được cái kiểu cách mà. Thấy chưa? Không có kết hợp được quý vị. Mình mà làm vậy là họ ngồi chứ gì ạ? Họ đơ mình đơ luôn quý vị. Đơ luôn á. Mà mình đây là mình bài bản rõ ràng luôn. Cái gì là hiểu nhau ghê lắm. Đúng rõ ràng cái câu á, có hiểu thì mới có thương. Thấy không? Rõ ràng biết nhau từ từ, hiểu rồi sẽ thương à. Hay có thời gian. Nên chúng ta chơi với nhau làm sao mà lâu dài nó mới hay. Chứ đừng có mà gọi là gá gá với nhau thời gian chia tay. Bây giờ phải chơi nhau lâu dài, gặp nhau đến với nhau cả đời nó mới đặc biệt chứ. Nó bây giờ thế gian quý vị hạnh phúc không hạnh phúc, cái chuyện đó phước duyên của mọi người. Nhưng mà chúng ta đến với nhau này, gặp một cái nhân duyên tình bạn này, chơi nhau lâu dài nè. Nó bây giờ có chồng không có chồng gì cũng vậy, chơi nhau lâu dài là hay nhất à. Nó có một cái mối tình mà gọi là không thể nào phai lợt, nó là đẹp quá còn gì. Vì câu chặn không có cái cô đến gặp như cô nói một câu: thầy trời ơi, con nói thiệt với thầy, vợ chồng con sống với nhau mà từ từ lạc phai á thầy. Và con thấy con đặt tình cảm vào thầy không bao giờ phai lạc. Đặc biệt ghê trời. Mà không có một cái gì đến với nhau chứ mà càng ngày càng đậm đà. Còn chồng con với con chung chăn sẽ gối mà sao càng ngày càng lạc phai. Mà con với thầy đâu có chung chăn sẽ gối đâu mà càng ngày càng đậm đà. Ngộ không? Bà nói thật mà. Thấy rõ ràng đâu phải là đến thế gian này mà gọi là chung chăn sẽ gối mới đậm đà đâu. Mà là về một cái con người đến với con người, thương yêu nhau, truyền tải tư tưởng cho nhau và tự nhiên thấy bình an. Đó là một cái tình cảm đậm đà nhất. Mà tình cảm này đi về đâu? Cực lạc. Phải không? Hướng nhau về cực lạc đúng không? À, đây là tuyệt vời nhất đó. Ví dụ như mình là người nghe Phật Pháp, người tiếp nhận Phật Pháp, mà mình còn không vui vẻ an lạc gì, mình kêu người ta tu gì vậy? Kêu người ta tu gì vậy? Ví dụ như giờ Nhân Đức học Phật Pháp mười mấy năm nay, nếu như Nhân Đức không có một chút gì an lạc, không có một chút gì vui, thì làm gì cái chuyện mà quê Nhân Đức ta lên đây có khi lễ lọc ba trăm mấy chục người. Hay là Phật tử quý vị khắp nơi nơi về đây làm gì giờ? Về đây buồn quá trời luôn. Mỗi lần gặp thầy là khóc. Hoặc là mỗi lần gặp ổng là ổng than thở tiền bạc. Mình ngoài đời đã kiếm tiền khó mà gặp ổng còn khổ hơn. Vậy mà nói Phật Pháp là có phước. Tôi có thấy cái gì có phước đâu.
Nên từ nơi đó mà ta gặp mình, ta muốn không muốn học Phật. Mà ta gặp mình ta không muốn học Phật, vậy cái hình tướng mình là diệt pháp. Mà cái hình tướng mình mà diệt pháp thì sao mình có phước? Còn ta nhìn hình tướng mình ta muốn tu là mình có phước. Nhớ. Có nhiều người ngồi ở đây mà nghe chia sẻ Phật pháp mà được quay phim cũng có phước lớn. Tại vì sao? Vì thấy bị cười hoài. Có cái cô đó, cô trên thành phố, cô xuống chùa mình cô tu, cô nói rằng con thì không có nghe pháp của thầy, nhưng mà con nhìn mấy cái tấm hình mà khi làm phim mà thầy làm phim thầy chụp đại chúng á, con thấy cười nghiêng cười ngửa, rồi để cái hình của thầy ngồi giảng cũng cười. Con lướt ngang qua con nhìn thấy sao mà phim ảnh này có hoài mà thấy cái hình của đại chúng ở dưới cười nghiêng cười ngửa này, cái gì mà cười dữ cái chợ. Thì họ mới bấm vô, thì bấm vô cổ coi, thì cổ coi cổ cũng cười, cuối cùng cổ coi luôn, phải đến chùa mình tu luôn. Thấy không? Nên từ nơi đó mà ta nhìn mình vui vẻ thì ta thích vui vẻ. Trong cái cuộc đời này là gì đó quý vị? Niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất. Nên quý vị từng nào thứ bảy chủ nhật cũng đến là do niềm vui mà đến. Nếu như không có niềm vui không bao giờ đến làm gì đâu. Nó thật sự luôn. Ngồi nóng. Bữa nay chờ mưa hồi tối nhà Đức đang giảng pháp. Cái đó cũng khoảng 5 giờ mấy mưa. Mấy đám mưa đầu này thời tiết bây giờ nó nóng quá, mưa xuống cái nó bốc lên. Bốc hơ nóng, đúng không? Nếu mà gặp mấy đám mưa đầu này mà mưa nhỏ quá là ưa bệnh lắm đó. Nhưng mà nhờ mấy đám mưa này cũng lớn cũng được, nhưng mà nó bốc hơ rất là nóng quý vị, đúng không? Nếu như bây giờ mình ngồi đây mà mình không có sự an lạc hết chứ, mà nó nóng cái này thì chán chết được. Thôi thứ bảy ở nhà ngủ vứt cho rồi, ra đây làm gì. Hiểu không? Đó. Bây giờ quay phim mà tao gọi xuống thấy quý vị á, nhiều người xa ta nói ước gì tôi được đi đến đây. Nghĩa là ta coi những buổi giảng mình mà người ta cứ bình luận là ước gì được đến một lần. Rất nhiều người ta ước gì được đến một lần. Ta xa quá. Cái chuyện đi cũng không phải đơn giản. Vé máy bay này kia đồ tiền bạc đi cũng không đơn giản. Mình may mắn mình gần. Không đi mình đến mình đi tới đây. Nên mình đi đến được đây, mình nghe nói có những người ta ước được đến một lần. Tự nhiên trong lòng mình thấy mình sao mình hạnh phúc ghê. Tại mình được đến gần chùa này, mình được đến hoài. Hoặc là gần gần đây sẹt đến cái Tết. Vậy mà có những người sát bên đây, người ta đem kiệu qua rước người ta cũng qua. À, đâu có đơn giản đâu. Đâu phải ai cũng có duyên đâu quý vị, nói chuyện giỡn hả? À, có thể giờ này người ta ngồi quán cà phê, người ta nhịp chân chơi, tán ngẫu, tán dốc đồ chơi. Nên trong nhà Phật mới có câu nói rằng là cái duyên phước của một con người hướng thượng thì họ sẽ hướng thượng. Cái duyên phước của con người mà đi vào tiêu cực thì họ đi vào tiêu cực. Quý vị biết rằng nếu như chúng ta nghe đạo là càng ngày chúng ta càng mở rộng con đường ra. Còn con người chúng ta mà không nghe đạo là càng ngày càng thu hẹp con đường của mình đi lại đó. 100% những đức thấy rằng là như bản thân những đức là bây giờ là càng ngày những đức càng mở rộng con đường mình ra. Nên những đức hỏi các anh em huynh đệ trong chùa, những đức nói rằng là mình càng tu thì mình càng thương người hay mình càng tu mình càng ghét người? Nếu như mình càng tu mình càng ghét người ta là mình tu sai rồi đó. Mình càng tu mà tâm lượng mình càng thương người là đúng rồi đó. Nên mỗi người tu mình coi lại cái tâm mình, coi mình càng tu mình càng thương người hay mình càng ghét người. Những đức thấy rằng những đức càng tu những đức càng thương người nhiều lắm, mà những đức thương quý Phật tử nhiều. Tại vì sao? Vì mình nói chuyện mà người ta ngồi người ta nghe thì mình thương người ta nhiều chứ sao. Còn cái người nào mà không ngồi nghe mình thì mình ghét. Hiểu không? Chứ sao giờ ta ngồi người ta nghe thì mình thương, còn người ta không nghe thì thôi, chứ mình có ghét làm gì. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mình được cái duyên làm người, mà mình được cái duyên hướng thượng, mình được cái duyên nghe đạo, mình được cái duyên tu hành. Thật sự mà nói trong cuộc đời con người chỉ có 3 buổi cơm thôi mà con người ta cứ lao đao lặng đặng hoài cả đời. Cái đau lao đao lặng đặng là gì? Cái gì 3 buổi cơm? Bữa nay bữa cơm được đầy đủ thì mừng, nhưng lo ngày mai biết được gì không.
Nhưng ngày mai bữa cơm thiếu thì thấy buồn, làm cực quá mà cơm ăn không được no, đồ ăn không đầy đủ, thấy buồn. Có khi buồn chán vì gia đình của mình làm cực khổ mà sao nó thiếu thốn hoài. Nhà muốn mua cái tivi gì mới ra đó mà nó không có tiền mua, hoặc là xe cộ gì muốn đổi mà không có tiền, cứ là chạy theo vật chất. Nghĩa là cả đời của người ta vì vật chất, vì cuộc sống, vì cái ăn cái uống cái ở, cuộc đời người cứ lao đao lặng đặng hoài, mà mang cái thân này để mà muốn hưởng những thứ đó thôi. Nhưng mà cuối cùng thì con người ta thì ai cũng đến già và đến khi chết. Người ta nói chết là kết thúc của đời người, còn sống sao không hưởng thụ, sao kết thúc được. Nếu kết thúc vậy thì các bậc trí không ai đi tu làm gì. Thấy Tử Tát Đạt Đa ngày làm vua chứ ngày đi vô trong rừng sâu ngày đi tu đạo làm chi vậy? Đó là bậc trí tuệ đó. Mà các ngài biết chết không có hết, nên các ngài mới chọn con đường giải thoát. Như hồi sáng thì Đức nói chuyện ở bên chùa bên kia, Đức nói đi qua khu yếu nhìn thấy mấy bà già như bà Cúc ở bên khu yếu, bà ngồi bà ăn gương mặt bà gì nữa, vì tuổi già nhiều lắm nha quý vị, giống như là ba hồn chín vía nó bay mắt đâu, ngồi gì nè, đút cơm vô miệng, đút vô nhiều nhạo mấy cô kéo áo lên, kéo áo lên câu chùi, cái tiếp tục đút vô mặt gì nè, vậy đó. Mình nhìn đi rồi mình thấy ồ vậy là tương lai mình cũng già vậy mà, ai mà tránh cái tuổi già đâu, sớm muộn mình cũng vậy à. Ngồi ngắt ngơ ngắt ngéo như quý vị, mấy cô đẩy ra ngoài nắng phơi nắng, ví dụ đi ngồi ngoài nắng phơi nắng buổi sáng, nhìn đi ngang kêu bà Cúc vậy đó. Ở khi đút cơm vô quý vị, già đút cơm vô ngậm hoài vậy đó, cái bà ngồi kế bên bà nói nhai không nhai đút đi ngậm hoài. Bà già kế bên bà biết, bà kia bà nói gì đó, ngậm hoài tôi tán cái gớt cái mực găng bây giờ. Mắc cười thằng chết luôn. Vậy đó thì mình nhìn thấy đúng là con người cái quy luật tự nhiên rồi đến tuổi già. Vậy mà con người chúng ta tuổi trẻ mình không có biết chọn một con đường để mình đi đến một cái hạnh phúc rồi đi đến giải thoát. Nên những đức nói rằng là mình nghe đạo, nếu mà mình thật sự mình hiểu thì mình sẽ thấy con đường nghe đạo của mình là càng đi thì càng mở rộng, mà con đường thế gian á, càng đi thì càng hẹp, đúng không? Thấy càng hẹp không? Tại vì sớm muộn cũng già, dù giàu sang phú quý cỡ nào thì cũng già, thì càng đi vô con đường này càng hẹp lại. Mình thấy có những người người ta có danh vọng ở xã hội, địa vị. Khi người ta không làm cái việc mà có địa vị đó nữa thì người ta về hưu người ta lại nghỉ. Mấy vị thấy có những người ta buồn lắm. Tại vì lúc đương thời thì kẻ đón người đưa, mà lúc hết thời thì đi sớm về trưa một mình, nó buồn thiểu buồn thiêu, không ai ngó ngàng đến, không ai đến tìm mình để cái gì chứ. Lúc mình đương thời người ta đến ta xin xỏ này kia tùm lum, mà lúc mình hết thời thì tự nhiên mình nghĩ không ai ngó ngàng đến. Mà nếu như cái lúc đương thời mà mình còn sống nó không đúng nữa, mình làm không đàng hoàng vì tiền bạc vật chất mà bất chấp mọi thủ đoạn, thì lúc mình hết thời người ta còn coi rẻ mình, bước ra kẻ chỉ tay người chỉ chân, người nói này người nói nọ, thấy không? Từ nơi đó mà mình thấy không, viết cái buồn quá ở trong nhà luôn, vì không có bạn cùng thờ đi đến, còn bước ra ngoài đường thì thấy người ta coi thường mình, tự nhiên thấy tuổi già hẩm hiu, thấy chưa? Dù là có danh trong thế gian, có tiền trong thế gian, trong cái thờ khác nào đó, nhưng mà dẫn đi vào con đường tiêu cực của cuộc đời đó. Nên chúng ta nghe đạo, mình sống thiện, sống tốt, sống có ý nghĩa, chúng ta lại gặp nhau trong cái cuộc đời này, hướng đạo tu hành. Thì biết càng về già sao thì những đức thấy người tu càng già càng có giá. Nhưng phải tu làm sao để cho càng già còn có giá thì coi lại cái tu của mình. Có những người á, những đức đã từng biết nè, như thí dụ như hòa thượng mình bây giờ ngày càng già ngày càng có giá. Nội mà bây giờ người ta mời thỉnh ngày đi đến một cái nơi nào ngồi chứng minh thôi, chỉ ngồi đó thôi một chút, thì nếu mà người ta cúng dường cho hòa thượng phải cúng nhiều hơn tất cả người khác, mà cúng còn phải quỳ xuống cung kính mà cúng, đó là càng già còn có giá, đúng không? Và những đức cũng thấy rõ ràng có những người cũng đi tu và càng già càng hết giá. Đây là những đức đã thấy hết luôn. Những đức ngày xưa trên Đà Lạt, những đức quen rất nhiều sơn tăng. Nói thật là nhiều người sơn tăng họ thích những đức lắm, tại vì họ nói chuyện thẳng thắn, những đức cũng nói chuyện thẳng thắn, nói chuyện rất là vui. Mà những đức thích những con người mà đến những đức là nói chuyện quạch tẹt, nó thẳng thắn, nói vui, đừng có nói văn tự dòng do tam quắc, những đức không thích.
Người nào đến Nhật Đức là nói chuyện toàn là những người phải thẳng thắn, rõ ràng, quạch trạch, vui vẻ, gần gũi thì Nhật Đức thích lắm. Thì nhớ là gặp nhau rồi có khi nói chuyện chút, cái Nhật Đức tặng cho họ gạo, tặng mì, tặng nước tương, họ đem về Sơn Tăng mà. Họ ở trong núi hoặc là ở cốc được đó. Nhật Đức hồi xưa trên Đà Lạt ưa chơi chung một số vị gì đó. Thì vì biết rằng là sau này họ lớn tuổi, như xuống đây cũng quen một vị lớn tuổi ở cốc. Con làng Nhật Đức kêu, thôi già rồi vô trong chùa ở đi, sau này có mắt thì Nhật Đức lo cho. Chứ thấy thầy già lớn tuổi quá thì đi lụm cụm, cứ lâu lâu hết mì này kia đến Nhật Đức đưa cho một miếng ăn, nhưng mà thấy sợ đêm hôm á, thầy mắc không ai lo thầy tội nghiệp ở cốc con mình. Nói giờ thôi giờ tôi cũng còn đi tới lui được, tôi quen ở cốc còn uống cà phê, rồi lâu lâu hút một hai điếu thuốc. Từ nơi đó tôi vô và tôi theo cái khuôn của thầy cũng mới được, rồi tôi làm phiền thầy, lúc đó mất công chở mặt nhau mất công. Tôi thấy thầy cũng khó quá, nói là tôi khó tôi mới quản chúng được chứ. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng có cái giá của nó thầy. Giờ thầy cứ có nhiêu đó mà cuối cùng thầy mất đi rồi thầy sao đây? Thầy buông cái đó đi, trong khoảng thời gian còn lại những đức thấy thầy không còn lâu nữa đâu. Ông nói thôi để tôi yếu một chút nữa thì tôi vô. Sau ông cũng hẹn lần hẹn lựa, tại quen nhau từ trên Đà Lạt xuống tới đây thấy cũng tội nghiệp. Nó thì ông ở cốc ông quen. Xong quý vị biết rằng sau này không thấy ông đến thì hỏi thăm nghe nói ông chết, nằm trong cốc chết không ai hay. Thấy chưa? Cái gì nó cũng có cái giá của nó nghe chưa. Như Nhật Đức ở trong chúng, Nhật Đức chịu cực, Nhật Đức lo cho chúng một chút, nhưng mà Nhật Đức lại có cái giá của Nhật Đức đó. Nhật Đức mà bệnh đau cái gì cái là chúng người ta lo lắng Nhật Đức lắm. Nói đơn giản thôi, cảm thấy sống hạnh phúc ghê. Đi đâu một ngày hai ngày là chúng chùa là tự nhiên nhớ thương mình. Nhật Đức nói thiệt đó, Nhật Đức đi qua đây hai ngày, đừng nói đi đâu xa, hai ngày qua đây thôi mà chúng ở bên chùa người ta đã nhớ rồi, quen rồi. Lúc nào ăn cơm buổi sáng là có mặt, buổi chiều là có mặt, bằng ngày buổi trưa là ở đây bên kia là quen rồi. Chỉ cần mà đi hai ba ngày mà không ở chùa thôi là chúng người ta đã nhớ rồi. Rồi các cô nó chạy nó chờ để nó chờ mình về rồi, thấy như là con mà chờ cha mẹ đi đâu xa vậy. Cái hạnh phúc đó sống dù là mình không có vợ có con, nhưng mà cái hạnh phúc này nó là một gia đình đặc biệt ghê. Ở đâu mà tìm ra vậy? Bởi vì rõ ràng không, mình chờ người thì có người chờ mình thương người thì có người thương mình, mình lo cho người thì người lo cho mình. Cái cuộc đời, cái nhân, cái quả nó đã xác thực rồi còn gì nữa. Tại sao mình không sống á, đến với nhau á, đừng có vì cá nhân mình, mình hãy vì người đi để cho người vì mình. Cuộc đời mà có người vì mình vì người ta vì mình thì cuộc đời mình cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, đúng không quý vị? Nó rõ ràng luôn đó. Bây giờ Nhật Đức nói thiệt chứ, ví dụ như Nhật Đức mà chết bất tử thì bao nhiêu Phật tử người ta cũng thương tiếc. Cuộc đời người vậy cũng ý nghĩa chứ giỡn đâu. Chứ nếu như Nhật Đức mà không đi tu ai mà thương tiếc. Mày chết phước cho rồi, dùng cái thứ ăn nhậu hư hỏng, chết tôi mạng cũng được, chết bớt một đứa, đỡ một đứa hư trong cuộc đời này, đúng đấy chưa? Còn mình nghe đạo rồi là mình quay đầu như hồi sáng gặp một anh này, tay chân cũng xăm đồ tùm lum tùm lá. Nghe những ăn nói, anh nói là anh muốn quay đầu là bờ. Nó được, quay đầu là bờ đó. Nó xăm mình cũng không phải là người xấu đâu. Có khi vì còn cái hình ảnh ta thích xăm mình, chứ đâu phải xăm mình là người xấu đâu, hiểu chưa? Cái người xăm mình không phải là người xấu, xấu là do cái tâm của người mình xấu thôi. Chứ cái hình thức bên ngoài mình nhìn người ta xấu cũng chưa chắc là người ta xấu. Mà có những hình thức nhìn đẹp lắm mà cũng chưa chắc là tốt đâu quý vị. Có những người mình nhìn người ta dễ thương lắm, đẹp lắm mà người ta lại ác tâm. Còn có những người mình nhìn người ta thấy người ta ác cái gương mặt mà người ta lại hiền về cái tâm. Ai biết được. Nên trong cuộc đời này mình không có đón được cái qua cái hình ảnh đâu quý vị à. Nên con người mà biết quay đầu thì Phật nói quay đầu là bờ. Nên Phật nói có hai hạng người mà Phật khen lắm. Một hạng người là hư dữ lắm mà biết quay đầu. Một hạng người cả đời không có hư. Nhưng kiếm cái hạng người mà cả đời không hư hiếm lắm. Cái hạng người mà hư rồi quay đầu thì mình kiếm thì có. Trong cõi đời này chúng ta đều có cơ hội. Mình hư gì hư nhưng mình chỉ cần học Phật, mình quay đầu là mình thấy mình có cơ hội rồi. Nên Phật nói quay đầu là bờ là gì đó. Đó. Nên mình mà gặp Phật Pháp là mình thấy mình đều có cơ hội hết trơn á. Mình có cơ hội sống tốt nè. Như những đức cũng từng hư,
cũng từng hư mà bây giờ những đức cũng học Phật, cũng chia sẻ Phật pháp, ta nghe ào ào. Nó bây giờ trên mạng cũng đầy những buổi giảng hết trơn, quý vị thấy không? Mấy chục ngàn người, trăm mấy chục ngàn người, 200 ngàn người có những buổi giảng, ta có đông vậy đó. Thì vị biết rằng là từ một con người hư hỏng mà quay đầu nhờ Phật pháp mà cho mình được sống gì, nên gọi là Phật pháp cứu đời tôi rõ ràng luôn. Vì thì mỗi người chúng ta gặp Phật pháp là đúng là Phật pháp cứu cuộc đời của mình, mà lại mở rộng con đường mình ra, càng đi càng tốt nữa chứ. Nên những đức nói mỗi một tôn giáo nào chúng ta cũng cần sống và nghe cái tốt chứ. Chúng ta đừng có chấp nặng rằng là chúng ta học cái tôn giáo đó rồi chúng ta không học những tôn giáo khác. Cái nào có cái hay thì chúng ta học à. Học đạo mà như vậy thì mới mở rộng con đường học đạo. Còn học đạo mà đi vào tiêu cực thì con đường mình sao mở rộng. Con người học đạo mà con người cái tâm hẹp hòi thì không bao giờ học được bao nhiêu đâu. Dù cho mà là mình học Phật giáo hay tôn giáo nào đi chăng nữa, Thiên Chúa Sa giáo đi chăng nữa, cái gì mà hay thì mình cứ học à. Cái gì mình thấy nó vui, nó hay, nó tốt thì mình học. Nội mà những đức nói câu này không, chúng ta cũng cần học nữa. Đừng có buồn người để trong tâm, nói hoài luôn đó mà mấy bà ngồi dưới còn buồn á. Cứ nói hoài đừng có buồn người để trong tâm đó. Vậy đó mà đi về là nghe một cái là không buồn, mà về nhà buồn. Thì coi chỉ một câu vậy thôi đó mà làm dễ không? Chỉ một câu là đừng buồn người để trong tâm thôi đó mà dễ làm không biết liền à. Chỉ cần đừng buồn người để trong tâm là hình tướng vui liền à. Còn buồn người để trong tâm là hình tướng nó xấu liền à. Nó nên á, chùa mình bây giờ thứ bảy này nè, cộng tu á, là tất cả tăng ni mà ngày Chủ Nhật đều qua đây hết. Cái nhà ăn mới á, những đức vừa mua bằng inox rồi sắp xếp sẵn hết. Có một nhà ăn luôn quý vị thấy không? Tính đúng thời điểm luôn. Ghê thiệt chứ. Gì cũng Phật sắp xếp. Bây giờ mà không tính mai mốt mưa chứ tăng dân y bên đó ăn cơm làm sao? Bên hộ pháp nhân Chủ Nhật đông quá, bị nghỉ đi, ngồi ăn cơm sao đây? Rồi chư tăng chư ni thì mình cư sĩ còn ngồi chỗ này ngồi chỗ kia, chư tăng chư ni mà tùm lum tùm la chứ sao này, cái chuyện lu bu không hay, rồi chen chúc chặt chội. Nên bữa nay những đức Chủ Nhật bữa đó thông báo chứ, bữa nay chư tăng chư ni thứ bảy từ hôm nay là đi qua đây hết, là ở trên lầu, trên lóc nhà. Em qua đây hết. Rồi xong á, bữa nay á, phát phiếu đều hết. Cứ 8 giờ 15 là giao cho những quan bên đây, giao những quan coi sắp xếp bên chư tăng ni đàng hoàng. Hôm qua những đức chỉ hết trơn à, giao những quan ở đây đó, những quan sắp xếp chư tăng chư ni giúp giùm để cho nó ổn định đậu tràng. Rồi có nguyên một cái nhà ăn, chư tăng chư ni thì chịu khó ở lại một chút. Khi mà mình phóng sanh cũng biết thực xong, chúng ta mỗi người đều có ông bà cha mẹ, mình đi đến đây mình tu, có khi người ta cũng ngồi, người ta cũng nghe pháp chung với mình. Rồi khi cúng đi thực đồ đó thì người ta cũng hưởng tài thọ thực. Tại thường người thân mình họ chấp mình đi theo mình không à, mình ở đâu họ ở đó đó. Nên bây giờ thôi mình ở lại một chút, phóng sanh cúng đi thực xong á, xuống cái nhà ăn đi, nhà ăn quạt nhiều lắm, rồi đèn sáng bàn mớ luôn, ghế sắp hết rồi. Xuống đó có người ta dọn cơm nước hết, rồi vô ngồi ăn chung đi. Ngồi ăn xong hết trơn đó, rồi Phật tử người ta, ai cúng dường người ta cúng dường đó. Rồi những đức gỡ cái bao thư cho nó có bài bản quý vị, cho giống như ngồi ăn cơm mình đi ngang, mình để tiền mình xuống mình cúng dường, để cho nó có bài bản đi, làm thành một cái lịch trình đi. Thấy không? Chứ đừng có ngồi tùm lum tùm la nó không có hay. Bây giờ mình về đây rồi mình làm từ từ cho nó có bài bản, cho lâu dài. Không tuy là những đức đồng một cách gì không có bao nhiêu nghe, nhưng mà những đức là chơi bền đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Nhớ cái câu á, ăn ít no dai, ăn nhiều tức bụng. Mà có đâu ăn nhiều, thà ăn lai rai mà ăn hoài mà có hoài. Cố gắng hỗ trợ những đức người ta để sắp xếp cái đậu tràng cho nó ổn. Có phước thì có phần, không cần thì cũng có. Còn không có phước thì không có phần, có đi dành cũng không được. Nhớ chưa? Nhớ đó. Từ nơi đó mà về đây mà cứ vậy đi thì nói với mình, anh em huynh đệ mà có duyên, những đức có cơm thì quý vị nhất định cũng có cháo. Hiểu không? Chia sẻ nhau mà sống. Đó thì những đức thấy rằng là những đức lo bao nhiêu việc mà những đức còn nghĩ đến quý vị chút vậy đó. Bây giờ qua tới đây những đức giao những quan sắp xếp thì coi giúp giùm mà hỗ trợ đạo tràng cho nó ổn định, làm việc cho nó có bài bản đàng hoàng.
nó đeo phiếu đồ đâu vào đó. Để làm chi phải không? Để cho những người đến lúc 8 giờ 15 đeo phiếu, qua giờ đó là không có đeo phiếu. Nhưng bữa nay bữa đầu tiên ở bên đây thì mấy anh em có đeo phiếu hết đi. Nhưng mà từ hôm nay là mỗi 8 giờ 15 là phải đeo phiếu đâu vào đó hết. 8 giờ 15 là giờ chuẩn bị niệm địa chung 20 phút. Nhớ nghe, đeo phiếu đâu vào đó để làm chi phải không? Để cho tất cả những người đi đến đây là từ khởi đầu và đến kết thúc là giờ ăn cơm. Nhớ đó. Nếu không đeo phiếu á thì ai cũng đợi tới cái giờ chuẩn bị cúng dường ta mới đến. Vậy thì cái làm việc nó không đặc biệt. Thật sự cái tâm những đức cũng dành cho quý vị. Tại vì những đức có khi chia sẻ Phật Pháp, quý vị ngồi đó nhưng mà mưa lâu thấm đất à. Từ từ với quý vị cũng cảm nhận, ông thầy ông đi tu cũng như mình, cũng mới đây thôi. Nhưng mà tại sao còn nuôi được 1,300 mấy, 1,400 người, mà lo bao nhiêu chuyện, mà còn xây chùa cùng với Hòa Thượng, còn tổ chức bao nhiêu chương trình. Mình phải nhìn là cái pháp tu này, mình phải coi là cái pháp tu này sao mà nó thù thắng vậy. Rồi từ từ rồi tự nhiên thấy ô, mình thấy mình tu một cái môn nào để mình thấy cơ hội tuổi già mình sao mới được gì chứ. Thấy khó vô quá. Nên từ nơi đó mình nhìn nhận từ từ rồi cái tự nhiên người ta sanh cái phước duyên. Cái tự nhiên người ta tiếp nhận cái pháp môn tịnh độ. Đó là cái tâm những đức dành cho quý vị đó. 100% những đức nghĩ vậy đó. Chứ những đức bây giờ thì Phật tử ào ào về đây rồi. Không lẽ những đức bây giờ đi lôi kéo chư tăng ni về đây đông làm gì. Nhưng mà vì cái nhân duyên con người đi tu với đi tu nhau, mà quý thầy quý sư cô ở cốc đồ này kia, những đức nó thật sự mình đã nói là càng tu thì mình càng thương người. Nên mình nhìn người ta cũng hình tướng giống mình thương. Như những bản thân những đức đi tu là những đức thấy những đức rất là đầy đủ. Nó thật lòng mà nói đầy đủ lắm. Cả chúng trong chùa những đức từ hàng cư sĩ mà ta còn đầy đủ kìa. Ta không cần phải bận tâm lo âu gì kìa, mà ta sao rất đầy đủ kìa. Nên từ nơi đó mà cũng có những người đi tu nhưng mà chúng ta lại thiếu. Nên đó là cái điều mà tấm lòng chúng ta đến với nhau. Đã là có tấm lòng thì chúng ta sẽ hưởng cái phước lâu dài. Mà muốn hưởng cái phước lâu dài là biết hộ trì với nhau để cho đạo tràng chúng ta thịnh vượng. Rồi bây giờ đi về đây những đức thấy quý vị vậy đó, những đức cũng có một tấm lòng. Tuy một tấm lòng nho nhỏ nhưng quá nhiều con người nó thành ra một tấm lòng lớn lắm á. Nó không phải là nhỏ đâu nghe. Nó thật lòng á. Quý vị coi, thí dụ như bây giờ cộng tu thứ bảy với cái lượng người ở đây á, nếu mà tất cả Phật tử đi về đây cộng tu thứ bảy này mà bỏ vô thùng tam bảo cho Hòa Thượng nó thiệt chứ không có nhiêu tiền đó quý vị. Cao tay lắm được chừng 20 triệu, 30 triệu dữ lắm mà. Đó là cộng tu thứ bảy, người ta chút chút đã bỏ vô. Mà những đức mà cúng dường chưa tăng ni là tính ra hơn 100 triệu. Thì quý vị biết rằng cái tấm lòng những đức dành cho quý vị vậy thì cỡ nào. Đó là những đức nói tặng đáy lòng mình, đừng có nói nhiều nói ít gì chứ. Nội mà cái việc làm đó thôi thì nó đã quá nhiệt tình hết mình với mình rồi. Tuy nó có một chút nhưng do nó quá đông. Nó một người như đức bỏ vô thứ 250 ngàn. Nhưng mà đông lắm đâu có giỡn đâu. Quý vị thấy khi mà người ta xớt bát cúng dường không, 1,000, 2,000, 5,000, chút không. Tuy gom lại đông người chứ không được bao nhiêu. Nhưng mà cái tấm lòng những đức nghĩ rằng giữa con người đến với con người, cùng là những người đi tu với nhau quý vị à. Mình có cơm mong họ có cháo, sống với nhau cũng chia như xớt nhau mà sống trong cuộc đời này. Vì cuộc đời hiện tại đang khó khăn quá. Cái chuyện mà sống bên ngoài bây giờ cũng gì, làm ăn đâu có dễ đâu. Nhiều người ngày xưa người ta giàu quá trời luôn, bất động sản rồi buôn bán giàu quá trời, bây giờ đứng hình. Bây giờ nhà cửa người ta mà nhiều người người ta muốn đi vô chùa tu, người ta muốn cúng dường tiền bạc mà người ta muốn bán của bán không được luôn. Nhiều người ta nói bán không được luôn, quý vị đứng luôn á. Tại vì biết cái kinh tế bây giờ khó khăn vậy mà mấy người ta đi cúng dường nữa. Nên cái việc khổ là khổ cả chùm trong cái cõi đời này. Nó sung sướng, nó đầy đủ thì đầy đủ hết trơn. Mà nó mà khổ là nó khổ cả nhóm hết trơn đó. Nhưng mà ngôi chùa mình là đúng quá phước báo. Cái chuyện mà nó kết duyên cho chúng sanh khắp nơi nơi người ta lợi ích. Cái tình cảm mà người ta về đây mà thấy chúng của mình quá nhiệt tình lo cho người ta. Mà khắp nơi nơi mà người ta nhìn đó mà người ta thấy thương mình, thấy mình quá nhiệt tình rồi. Cực lực nuôi các cụ già, tuy là thờ thế khó khăn mà cứ động viên các cụ già về chùa. Mà ở đây càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đông hơn 400 người. Quý vị coi người già bây giờ ở đây càng ngày càng đông. Hai dãy nhà này, bốn cái thang máy sắp sửa xong là bắt đầu là hoạt động bốn cái dãy, hai cái dãy nhà này. Rồi tiếp tục quý vị coi ba bốn dãy nhà đang xây dựng bên đây quý vị coi. Rồi tuốt ngoài cổng chùa chuẩn bị móc móc. Bao nhiêu chuyện làm đâu có đơn giản đâu quý vị. À, vì nhìn ngoài cổng chùa phải là chuẩn bị móc móng hay không, cái nhà cái xăng ngoài kia ngoài đang chán nền rồi đó. Rồi mấy dãy nhà mới này xây sắp sửa xong, mưa dài đám đổ nền nè, đổ nền hết nè, bê tông đổ sạch hết luôn đó. Rồi chùa chiền mọc lên, đèn đuốc bắt
xung quanh chùa như thành phố vậy đó, để cho người già này ở. Bữa đó có cái ông đó mà ổng là bác sĩ ở bệnh viện thành phố lớn gì đó, mà ổng vô chùa mà ổng cầm máy phim lên nó quay một công đoạn, mà ổng nêu một công đoạn nói rằng trời ơi, chỗ ở nuôi người già mà còn hơn là bệnh viện lớn nữa, quá cao cấp. Ông nói vậy đó, mà ông quay một công đoạn ngắn thôi mà chỉ có 2-3 ngày mà ta coi hơn 1 triệu người. Thế bị biết rằng ta nhìn thấy cái cảnh quan mà nuôi người già vậy đâu mà cái quy mô nó kinh quá. Những đức nói trong cuộc đời hòa thượng mà xây chùa mà những đức có duyên nuôi người già gì, những đức thấy rằng là cuộc đời mình đến khi mình chết thì mình đứng mình cười cái mình chết, quá mãn nguyện cái cuộc đời của người mình đến cái cuộc đời này rồi còn gì. Coi đi, nên những đức nói hà Phật tử mình về đây mình ngồi đang gì, quý tăng ni mà ngồi đang gì, đây là cái sự hộ trì cho Tam Bảo lớn lắm. Thật sự mà nói bây giờ Tam Bảo thì cũng là Tam Bảo, đâu phải Tam Bảo nào cũng thịnh đâu. Nó, chùa là tổ ấm ta về, tổ ấm là gì, là thương nhau á, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, là nhiệt tình mà mình người có công có cửa để mà chung tay xây đắp chẳng nề hà chi. Công phu công quả hộ trì, mình công phu là tu hành, công quả là nhiệt tình làm những việc gì mình phụ trợ được. Khi mà công phu công quả nhiệt tình rồi, già lam hơn thịnh, phước gì lớn hơn. Hơn thịnh nè, già lam là ngôi chùa hơn thịnh, phước gì lớn hơn là nhiều người được nghe pháp tu. Nó chùa nó có cái pháp tu rồi nghe được cái sự bình an trong cuộc đời mình. Dù giàu nghèo đẹp xấu cũng cảm thấy bình an trong cái cuộc đời mình. Đâu phải con người chỉ có giàu đẹp mới bình an đâu, mà cái xấu nghe Phật pháp cũng bình an nữa. Mình xấu, mình lùng, mình lé, mình hô, mà mình nghe Phật pháp rồi mình đoạn đi cái tâm lùng lé hô đó đó. Con người khổ đau từ cái lùng lé hô là cái tâm khổ á, mà Phật pháp nó xấy vào tâm quý vị, nó xóa tan cái tâm lùng lé hô đó đó. Những đức nói cho quý vị nghe, con người phát xuất cái khổ là từ tâm mà ra không, bị kiểm đi, ác là từ tâm mà ra không, tất cả thiện tâm ác tâm đều do từ tâm mà sanh. Nên con người chúng ta mà học đạo là phát từ tâm mà học, đã học Phật hiểu nhân quả rồi, tự nhiên mình thấy rằng cuộc đời con người mình hạnh phúc quá trời hạnh phúc luôn. Tại vì sao? Vì mình thấy rằng là mình quá ý nghĩa, mình sống và cuối đời mình lại có con đường đi về. Mà lâu lâu rảnh thì cứ sắp xếp đi đến chùa, như lễ còn mấy ngày, hôm nay mùng 4 còn 6 ngày nữa tới lễ nữa, 3 ngày liên tục luôn. Vì coi 3 ngày liên tục lễ, 5 ngày mà chúng ta tổ chức 3 ngày đó, đó từ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai là 3 cái ngày chính nhất đó. Còn 2 ngày mà lễ nghỉ bù thì một là vì ở nhà với gia đình, còn hai là cứ ở chùa cộng tu, tính sao phù hợp đó là tính. Đó thì những đức với họ bữa đó nói là bữa sáng á là chúng ta tổ chức chính nha, là ngày giỗ tổ Hùng Vương, đám giỗ của toàn thể ông bà tổ tiên chúng ta tập thể luôn. Bữa đó có ghi cầu an cầu siêu, cứ kệ mình cứ ghi đi. Những đức nghĩ cái này tốt quý vị, cái một tâm tốt nhỏ cũng đừng bỏ, một cái tâm ác nhỏ cũng đừng làm, từ nơi đó mà cái tâm thiện nhỏ cũng nên làm đi, để cho ông bà tổ tiên mình có cái tên trong ngôi Tam Bảo, có cái duyên ở trong chùa. Rồi buổi chiều á, những đức nghĩ rằng chúng ta nên cộng tu bên hộ pháp luôn đi, thì ngày dỗ tổ Hùng Vương cho nó được ngày luôn đi quý vị. Ừ, làm thì làm tới luôn đi, chứ bây giờ có một buổi sáng buổi chiều nghỉ, những đức cũng thấy buồn cái miệng. Thấy chưa? Buổi sáng là mình qua tu đây, rồi buổi chiều mình qua bên hộ pháp, mình cộng tu buổi chiều bên đó, phóng sanh cúng thực luôn cả ngày đó cho nó ý nghĩa, hai bên chùa luôn. Rồi ai ở lại được thì ở lại luôn, rồi tối lớp đạo làm con, rồi sáng mai chủ nhật cộng tu tỷ vị. Nhưng mà về sáng mai chủ nhật đến cũng được, tính sao thấy phù hợp nhất thôi. Nó cứ lao đi tu đi, nó đi tu là tu phước tu duyên, cứ lao đi tu đi là hay nhất à. Nó các đoàn xe đó phát động chương trình lên ở Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố ở Bạc Liêu, Sóc Trăng gì đó, cứ đưa lên cái danh sách. Các vị trưởng đoàn khắp nơi nơi nên gỡ cái địa chỉ danh sách qua để cho chùa mình đưa lên cái bộ danh sách của các tỉnh thành, những đoàn xe đi tên gì và Trần Thị Én gì đó đưa lên. Hiểu chưa? Số điện thoại gì đó, bà Mai, bà Thư, bà gì đó, bà Triển, bà gì đưa số điện thoại vô. Rồi tôi đưa vô một cái danh sách, một cái bản danh sách đoàn xe ở đâu á, từ nơi đó ở Vũng Tàu ta điện cho bà đó, ở Đồng Nai ta điện cho bà nào, thành phố điện cho bà nào. Vậy nó rất là hay, tại chùa mình phát động mạnh hơn, đưa ra một cái danh sách vậy luôn, ở cái vùng đó người ta nghe được, người ta muốn đi người ta điện cho bà đó điện xe thêm,
Cứ là như vậy nó phát động cái những cái chương trình của trưởng đoàn. Nhưng Đức nghĩ cái cách này nó rất là hay. Chứ quý vị bây giờ có thông báo cũng là cá nhân, còn cái chùa mình vẫn là cái chính nè. Nên mỗi một buổi giảng như Đức ở phía sau, như Đức để cái bộ danh sách mà của tất cả tên trưởng đoàn vô cái phía sau buổi giảng. Khi người ta coi xong á, là hoặc là nó chạy cái hàng chữ đang nghe pháp á, là tên trưởng đoàn ở vùng nào sao sao, ai muốn đi cộng tu thì cứ điện cho người đó là rước ở chỗ nào ta chỉ cho. Vậy thì từ từ tất cả các trưởng đoàn phát động cái chương trình mà dẫn người ta đi tu, mà người ta cũng bỏ tiền ra thôi, nhưng mà mình lại có cái công là mình hướng dẫn người ta, rồi mình thuê xe, rồi bắt đầu là người ta lên xe, rồi mình làm trưởng đoàn mình dẫn đi tu. Cách này phát động mạnh nhất quý vị, đúng không? À, hôm qua gặp với cái cô kia là cô Sòn, cô ở bên Mỹ về. Cô này cô cũng kết duyên nhiều chùa dữ lắm nghe. Cô thì không có chồng con, nhưng mà có tự nhiên cô phát tâm cô làm, tự nhiên có thằng con nuôi kết hợp với cô, ngộ ghê. Cô nói rằng là lễ vía 4 ngày 19 tháng 6 cô dẫn 1.000 người đi. Dẫn 1.000 người quý vị. Cô nói rằng là 1.000 người là hơn 400 triệu. Đặt máy nghe pháp luôn là khoảng hơn 500, là hơn là 1.000 người, có dẫn 1.000 người đi tu. Nói vì quý vị biết rằng là cái chương trình đó, mình đưa lên, cô nói rằng là con thích thầy đưa lên chương trình gì con cũng muốn làm chứ, nhưng mà bây giờ thầy biết rằng là đất đai bây giờ nó đứng lên hết trơn rồi thầy, với tuổi tác của con bây giờ con nghĩ con muốn về Việt Nam sống, nhưng mà bây giờ nó đứng lên hết rồi. Con mà phát triển được là con nói thiệt chứ con hỗ trợ với thầy xây chùa hết trơn. Tại vì con nghĩ con lớn tuổi và con nhất định con về chùa hộ pháp ở, về tuổi già. Đã lớn tuổi rồi nhưng mà vui lắm, gương mặt vui dữ lắm. Gặp cười suốt à, học lớp 3 như những đức luôn. À, hịch hạc vui vẻ dữ lắm. Cười hú hí tối ngày, gặp là nói chuyện hịch hạc cười hoài vậy đó. Tên Sòn. À, nên... À, từ nơi đó mà mình thấy rằng là mình làm việc trong Phật pháp có những người đặc biệt ghê. Mà những đức thấy rằng chùa mình tất cả trưởng đoàn ai mà biết những đức toàn là những người bình dân không à. Chứ những người cao xa thì không có thăng những đức nhiều. Nhưng mà những người biết những đức ta đa phần là những người đơn giản, bình dị. Nhưng mà cuộc đời vì suy nghĩ đi, đơn giản bình dị là hạnh phúc đó nghe. Những đức thấy rõ ràng rồi đó. Mình đơn giản bình dị trong cái sống, cái ăn, cái ở của mình là mình sẽ hạnh phúc à. Còn con người mà nặng nề vì cái ăn, cái sống, cái ở nó nặng quá là mình sẽ khổ. Khổ vì nó, mình sẽ làm nô lệ cho nó. Nên chúng ta muốn sống mà có niềm vui là chúng ta đừng nên làm nô lệ cho vật chất. Chúng ta hãy sống làm sao cho nó có ý nghĩa trong cái cuộc đời của mình. Vì cái muốn có được sự an tâm và niềm vui là từ cái sự an tâm phát đầu, đứng đầu nhất. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị, chúng ta gặp Phật pháp, gặp Pháp Môn Tịnh Độ, cả đời niệm Phật, không ai dao động được tâm mình để bỏ Tịnh Độ. Và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau Tây Phương Cực Lạc nha. Ai về đầu rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy tổ chức cộng tu bên chùa mới. Từ từ quý Phật tử về đây tu học cũng rất là đông. Chúng ta hội được một cái đại chúng rất đông gì để mình tu, vừa niệm Phật, nghe pháp, lễ Phật, phóng sanh và cũng đi thực. Mình về đây tu được lợi ích, và lợi ích lớn cho tất cả những người thân mình hay quán thân trái chủ mà chưa siêu thoát. Từ nơi về cái đạo tràng đông người tu gì mà quá giải nghiệp quan gia, thêm cái nữa là mình tu học xong mình hồi hướng cho người ta để cầu siêu thoát cho người ta. Trong nhà Phật có câu nói là âm siêu thì dương lợi. Tất cả những gì chúng ta phiền phức trở ngại trong cuộc đời này, hoặc là nhiều cái bệnh đau này kia, cũng do cái nghiệp sát sanh tạo thành một cái nghiệp chướng giữa mình với quan gia. Mà nhờ đó mà mình hướng đến Phật pháp, mình nghe đạo, mình tu hành, mình nghe được Phật pháp, nên Phật pháp có khả năng hóa giải nghiệp quan gia. Từ nơi những công đức tu hành hồi hướng mà hóa giải được cái nghiệp quan gia, rồi hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mọi người đều tu hành, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên mỗi khi mà chúng ta mà lễ Phật xong, có cái lễ cúng đi thực và phóng sanh,
Chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng tu hành này cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Cảm ơn Ngài xây chùa mà mình có chỗ mình tu hành, nên nguyện hồi hướng cầu an công đức này, công đức này hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng. Nguyện Hòa Thượng có sức khỏe và chủ thế gian lâu dài. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, điều pháp Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hư linh thai nhi về nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết về trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị, nguyện chư vị đều hưởng được những công đức này mà thần thức sáng suốt, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ và nương vào bổ nguyện Di Đà. Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện, tất cả chúng sanh chỉ cần nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà phát tâm niệm buông xuống tâm hận thù đòi nợ và hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim ti như cung, từ thực biến tập phương nhất tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim ti như cung, từ thực biến tập phương nhất tiết hữu tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng tình Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tỷ như cung, từ thực biến tập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà phả việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phả việt nhật ra hồng, phả việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là lớn. Tất cả chúng ta sanh đến cuộc đời này mà có những người khỏe mạnh, mà có những người bệnh đau, cũng từ ngay cái chỗ nghiệp sát sanh hay là phóng sanh,
Nếu như chúng ta thường tùy tiện sát sanh thì cái quả báo là chúng ta phải bị bệnh đau và chết yểu. Còn nếu như chúng ta ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Nên tất cả những người mà mình bị bệnh đau ung thư hay bệnh này bệnh kia mà không còn thuốc trị gì hết, quý vị nên ăn chay trường và nên phóng sanh. Và nhất là những đạo tràng tu, vì mình đến mình dự khóa tu, một là cởi mở tâm tư, hai là hóa giải nghiệp quan gia, ba là chúng ta dự được cái lễ phóng sanh của toàn thể đại chúng này, mà cái công đức phóng sanh nó hóa giải cái nghiệp bệnh hoạn và giúp cho chúng ta được an tâm. Nên cái công đức phóng sanh nó rất là thù thắng. Nên tất cả những người mà mình nghe đạo, mình nên phát tâm ăn chay trường. Con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết. Đó là cái tâm mình từ bi học theo hạnh của chư Phật Bồ Tát, thì tức khắc mình sẽ được an tâm. Khi tất cả những con chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, khi được thả ra nên ở gần gũi ngôi Tam Bảo, khi bỏ thân này nên hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Cùng thỉnh chư tăng ni và đại chúng chúng ta xuống chay đường để dùng buổi trưa. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.